bằng câu hỏi số 4. Thì cô mời, bởi vì là cái câu hôm nay chúng mình cũng ở trạng 4 rồi đúng không ạ? Chúng ta không cần phải nhắc lại ca lâm sàng nữa. Cô mời nhóm thảo luận chúng ta thảo luận luôn để đỡ cho đỡ mất thời gian. Mời các em trình chiếu luôn ạ. Ừ, thưa cô đợi nhóm em một chút ạ. Rồi các em cứ chuẩn bị đi, bình tĩnh. Em cứ cô nhìn lên bài trình chiếu của nhóm em đi ạ. Cô nhìn thấy rồi. Thì có em cho lên chế độ trình chiếu cho nó lớn hơn để các bạn nhìn rõ hơn. Thưa cô và các bạn thì sau đây em sẽ đại diện cho nhóm 5 và câu hỏi thảo luận của nhóm. Đây là danh sách các thành viên của nhóm ạ. Về câu hỏi thảo luận của nhóm em là nhận xét kết quả xét nghiệm sinh hóa máu của bệnh nhân ạ. Và kết quả xét nghiệm sinh hóa máu của bệnh nhân thì glucose của bệnh nhân thì là tăng, HDLC thì là giảm ạ, còn albumin thì là giảm, GOT là tăng, CRP định lượng thì là tăng khá cao, và định lượng CPK thì cũng tăng cao. Và giải thích thì là glucose máu tăng là do bệnh nhân có tiền sử đái tháo đường type 2 ạ. Còn HDLC giảm là do HDLC được tổng hợp tại gan, thì trên bệnh nhân có tiền sử đái tháo đường type 2 thì có thể dẫn tới xơ gan và tế bào gan giảm tổng hợp ạ. Còn albumin thì bệnh nhân có tiền sử đái tháo đường nên có thể dẫn tới xơ gan và tế bào gan bị giảm tổng hợp. AST là có thể do mô não bị tổn thương dẫn đến tăng AST ạ. Còn CRP định lượng thì là tăng do sự hủy hoại của mô. Còn định lượng CPK do có sự hủy hoại của mô. CPK là định lượng tăng rất cao, chứng tỏ sự hủy hoại mô nó diễn ra rất mạnh. Trên đây là câu thảo luận của nhóm 4 ạ. Cảm ơn cô và các bạn đã lắng nghe ạ. À, nhóm 5 ạ. Cảm ơn phần thảo luận của nhóm 5. Cả lớp mình có ý kiến bổ sung gì không ạ? Thì ở câu hỏi thảo luận thứ nhất này ạ, thì chúng ta sẽ có một cái nhiệm vụ đúng không ạ? Đó là chúng ta sẽ xem xét cái kết quả xét nghiệm của bệnh nhân. Xét nghiệm ở đây thì chúng ta đang tạm thời tập trung vào những cái xét nghiệm gọi là sinh hóa máu đúng không ạ? Thì cái nhiệm vụ của nhóm thảo luận là gì? Chúng ta sẽ phải xem là với cái kết quả đó thì là của bệnh nhân tăng hay là giảm. Thế chúng ta muốn biết được là nó tăng hay nó giảm đúng không ạ? Thì chúng ta phải có cái giá trị bình thường để chúng ta đối chiếu. Thì giá trị bình thường ở đây thì các em thấy là thông thường là người ta sẽ lấy theo cái kỹ thuật làm, phương pháp làm, rồi tùy từng labo xét nghiệm thì sẽ có cái giá trị xây dựng cái giải giá trị bình thường khác nhau. Thì còn làm thế nào để người ta có được cái giá trị bình thường này thì các em thấy là người ta phải xác định trên một cái số lượng khá lớn người được cho là có sức khỏe bình thường đúng không ạ? Và sau đó thì người ta sẽ lấy cái khoảng giá trị ví dụ như là glucose chẳng hạn, thì người ta sẽ lấy một cái khoảng giá trị nhất định của cô, lấy ví dụ như là người ta lấy thử nghiệm trên 1.000 người người khỏe mạnh bình thường đúng không ạ? Thì sẽ có kết quả xét nghiệm glucose máu trong khoảng từ 3,6 đến 5,9. Nhưng tuy nhiên ý, thì cũng không phải là tất cả 1.000 cái giá trị đó
người ta ở đây người ta sẽ không lấy để được để chính xác đến 100%, mà người ta lấy độ chính xác có thể chấp nhận được sau khi học là 95% trở lên, đúng không ạ? Thì như vậy người ta sẽ chấp nhận là gì ạ? Có 5% trong số người mà có cái kết quả xét nghiệm dưới 3,6 hoặc trên 5,9, đây ví dụ như trong cái trường hợp giá trị bình thường của bạn lấy đây, là gì ạ? Là mặc dù người ta có thể là gluco máu của người ta trên 5,9 đấy, đúng không ạ? Thật, nhưng mà người ta chưa chắc đã phải là tăng đường, tăng gluco máu, hoặc là dưới 3,6 chưa chắc là đã phải là như vậy là đã là giả, đúng không ạ? Tức là như vậy ở đây thì chúng ta chấp nhận cái khoảng giá trị bình thường này nó có sai số, và thậm chí là những cái nghiên cứu mới gần đây mà có cái giải pháp thống kê tốt ạ, đấy thì người ta còn tính được cái khoảng giá trị bình thường này, người ta loại trừ đi được các cái yếu tố ảnh hưởng đến các cái nồng độ của các cái chất này trong máu, ví dụ như là tuổi này, giới này, đấy, hoặc là thời điểm lấy máu này, vân vân. Đấy thì người ta sẽ đưa vào và người ta trong cái kỹ thuật tính toán của người ta để làm sao người ta đưa ra một cái khoảng giá trị bình thường mà nó đảm bảo chung nhất, sau đó thì có thể là từ cái cỡ mẫu đó thì có thể áp dụng được cho sang tất cả những cái trường hợp khác nữa, đúng không ạ? Để chúng ta nhận định kết quả. Thì tuy nhiên thì như cô nói lúc nãy đấy, mỗi một kỹ thuật cũng như mỗi một phương pháp thực hiện xét nghiệm cũng như là mỗi một labo thì sẽ có cho mình một cái khoảng giá trị bình thường khác nhau. Thế và khi chúng ta nhận định thì chúng ta cũng sẽ căn cứ vào cái giá trị tham chiếu đó để chúng ta nhận định xem kết quả của bệnh nhân của chúng ta là tăng hay là giảm. Nhưng tuy nhiên thì trong một số tình huống, đúng không ạ, không phải là lúc nào chúng ta cũng có cái kết quả xét nghiệm có cái giá trị bình thường ngay bên cạnh để chúng ta đối chiếu, nên ít nhất là một số những cái xét nghiệm cơ bản, ví dụ như là đường huyết chẳng hạn này, đấy, rồi là enzyme gan, đấy, vân vân, một số những cái xét nghiệm urea creatinine chẳng hạn, thì những cái đấy chúng ta cũng nên nên biết được, bởi vì là về cơ bản là cái giá trị bình thường giữa các phương pháp, giữa các phòng labo là gần như là tương tự như nhau. Đấy, chúng ta cũng nắm được những cái cơ bản đó để khi mà chúng ta nhận có một cái kết quả xét nghiệm chúng ta có thể nhận định được ngay là nó tăng hay là nó giảm. Thế trong trường hợp bệnh nhân này của chúng ta ấy, thì bệnh chúng ta thấy là nhóm thảo luận cũng đã đưa ra cái nhận xét, đúng không ạ? Đối với lại các cái chỉ số như là gluco máu này thì là tăng, HDLC là gì? Giảm, đúng không ạ? Albumin của bệnh nhân cũng có giảm. AST tăng, đúng không ạ? Nhưng mà cái AST này ấy, thì các bạn quên mất là nên là chúng ta sẽ kèm theo cái thông tin nữa, đó là gì ạ? Bệnh nhân có cái kết quả xét nghiệm ALT lại bình thường, đúng không ạ? Tí nữa thì sẽ có một nhóm thảo luận về vấn đề này, đúng không ạ? Tiếp theo là chỉ số CRP tăng và có hoạt động enzyme CPK tăng, thì chúng ta thống nhất với nhóm thảo luận là như vậy. Rồi, bây giờ cô mời nhóm thảo luận tiếp theo đấy, chúng ta sẽ làm rõ hơn cơ chế sự tăng của các cái chỉ số này.
Em cô nhìn thấy bài trình chiếu của nhóm em chưa ạ? Cô thấy rồi. Thưa cô, sau đây mời cô và các bạn đến với bài thảo luận của nhóm em. Câu hỏi thảo luận nhóm em là câu hỏi của thảo luận nhóm em là câu 5 và câu 6 á, là nêu nguồn gốc vai trò và giải thích kết quả xét nghiệm CK và CKMB ở bệnh nhân ạ. Và câu thứ hai là nêu nguồn gốc vai trò và giải thích kết quả xét nghiệm AST, ALT ở bệnh nhân này ạ. Thưa cô là em làm từng câu một ạ, hay là làm hai câu luôn ạ? Em làm từng câu một cũng được, hoặc là không thì nói luôn cũng được. Thì em xin phép được nói luôn ạ, là câu đầu tiên là nguồn gốc vai trò và giải thích kết quả xét nghiệm CK và CKMB ạ. Thứ nhất là nguồn gốc thì CK có nhiều ở mô hoạt động mạnh, mạnh nhất là cơ vân và mô cơ tim. Một số mô khác như não, ống tiêu hóa, bàng quang thì có ít hơn. Gân và hồng cầu thì hầu như không có hoạt động của CK. CKMB thì có ở cơ tim và cơ xương. Vai trò là vì CK có nồng độ cao ở mô cơ nên nồng độ CK thường tăng cho các bệnh về tim và cơ xương. Nồng độ của CK được coi như một dấu hiệu rất nhạy của nhồi máu cơ tim. Tăng hoạt độ CK huyết tương hầu như chỉ xảy ra trong hoại tử cơ tim. CK cũng tăng trong loạn dưỡng cơ, đặc biệt là trong bệnh teo cơ. CKMB máu tăng trong nhồi máu cơ tim. Nếu tỷ lệ CKMB trên CK toàn phần lớn hơn 6% thì ủng hộ chẩn đoán nhồi máu cơ tim. Giải thích kết quả xét nghiệm ở trên bệnh nhân thì CK ở trên bệnh nhân này có giá trị là 665,9 thì tăng so với giá trị bình thường ạ. Và nguyên nhân ở đây được nhóm em đưa ra là bệnh nhân bị nhồi máu não dẫn tới hôn mê và liệt nửa người, dẫn đến tế bào cơ vân bị tổn thương ạ, và giải phóng cái enzyme CK này từ cơ vân vào máu ạ. Và thứ hai là bệnh nhân bị nhồi máu não thì tế bào mô não bị tổn thương hoại tử sẽ giải phóng enzyme CK từ mô não vào máu ạ. CKMB thì có giá trị ở bệnh nhân này là 19,2 ạ, nằm trong giới hạn bình thường ạ. Do là cơ tim ở bệnh nhân thì không có dấu hiệu tổn thương hoại tử. Thứ hai là nguồn gốc vai trò và kết quả của AST và ALT. AST thì có phổ biến ở nhiều mô trong cơ thể, nồng độ AST cao nhất ở tim, gan, cơ xương, thận, tụy và hồng cầu có số lượng AST ít hơn. ALT được phân bố nhiều ở mô và có nồng độ cao ở gan so với các mô khác. Về vai trò thì AST có giá trị trong chẩn đoán chủ yếu trong nhồi máu cơ tim, bệnh về tế bào gan và cơ xương, nhưng trong bệnh nhồi máu cơ tim thì ít đặc hiệu hơn so với định lượng CK và CKMB. ALT thì có ý nghĩa lâm sàng trong việc chẩn đoán bệnh lý gan, nồng độ ALT cao hơn trong những bệnh thuộc tế bào gan so với những bệnh tắc mạch ngoài gan hoặc trong gan. Mô tim thì chứa lượng nhỏ ALT, nhưng nồng độ ALT huyết thanh thường bình thường trong nhồi máu cơ tim, trừ khi kèm theo tổn thương gan. Về giải thích kết quả xét nghiệm ở bệnh nhân, AST ở bệnh nhân này là 50,58 ui trên lít thì tăng hơn so với giá trị bình thường ạ. Và nguyên nhân được chúng em thảo luận là bệnh nhân bị liệt nửa người, làm tế bào cơ xương bị tổn thương, các tế bào cơ ở đây thì giải phóng ra AST ạ. Và AST ở đây thì nhóm em đưa ra là chủ yếu tăng do là tế bào cơ xương giải phóng ra. ALT là 13,7 ui trên lít ạ, nằm trong giới hạn bình thường ạ. Em đánh giá là ALT ở đây bình thường vì ở bệnh nhân này không có dấu hiệu bị tổn thương gan. Trên đây là toàn bộ bài thảo luận nhóm em ạ. Cảm ơn cô và các bạn lắng nghe. Cảm ơn nhóm thảo luận đúng không ạ? Bạn đã giải thích cho chúng ta về nguồn gốc cũng như là sự lý giải cái lý do vì sao tăng của các cái enzyme này trong máu. Các bạn ở trong lớp mình đã nghe rồi đúng không ạ? Và bây giờ thì nhóm thảo luận các bạn cũng đang chiếu lại, thì nếu như chúng ta có hỏi thêm gì thì các bạn cũng hỏi, đặt câu hỏi để cho nhóm thảo luận các bạn ấy giải thích thêm cho. Thảo hả? Không mời Thảo nào. Sao thấy giơ tay xong lại rời khỏi cuộc họp như thế nào? Thưa cô là nhóm vừa rồi thì bảo là AST tăng do là mô não bị tổn thương, nhưng mà nhóm nhóm bạn này thì lại nói là AST tăng cao do tế bào cơ xương liệt nửa người và tế bào cơ xương
Giải phóng ra thì em vẫn chưa biết là nguyên nhân là nguyên nhân ở đâu đúng không? Rồi nhóm thảo luận các bạn cho ý kiến đi. Đây là cùng một nhóm mà, một nhóm thảo luận trình bày luôn hai câu đúng không? Vừa rồi là nhóm nhận xét kết quả sinh hóa khác ạ. Alo cô, em ở nhóm 5 vừa rồi nhận xét kết quả sinh hóa. Ở cái chỉ số AST nhóm em nhận xét là do tổn thương tế bào ở não, là khi mà tổn thương tế bào não thì sẽ là nguyên nhân dẫn đến liệt nửa người. Và khi liệt thì là do cái cơ tiết ra AST, là cái cùng với nguyên nhân nhóm vừa trình bày ạ. Nhưng mà cô nhớ là trong số này trước thì các bạn có nhận xét đúng không? Do tổn thương tế bào não, chứ không ghi rõ như ở trong trường hợp này. Vâng ạ, nhóm em không ghi rõ là. Nhóm thảo luận có thêm ý kiến gì không? Nhóm mới này ạ. Các bạn có lý giải gì thêm cho rõ ràng hơn không ạ? Dạ thưa cô, dạ nhóm em không có bổ sung gì thêm ạ. Không có bổ sung gì thêm đúng không? Cả lớp mình có ý kiến gì nữa không em? Em thưa cô và các bạn thì trong slide trước bạn có nói là CKMB tăng thì là do bị tổn thương cái gì mà tế bào cơ vân bị tổn thương, liệt nửa người dẫn đến tế bào cơ vân bị tổn thương, thì bạn có thể giải thích rõ cái cơ chế là tại sao lại liệt nửa người thì tế bào cơ vân lại bị tổn thương rồi lại tế bào cơ xương lại tổn thương không? Chúng này tớ chưa hiểu lắm. Tớ xin được trả lời câu hỏi của những cậu, đó là cơ vân thì nó chính là cơ xương, nên là khi mà liệt thì các tế bào cơ nó sẽ bị tổn thương, nên là nó sẽ giải phóng ra các enzyme CK, nên là nó sẽ làm tăng enzyme CK. Rồi, các em đã thấy như vậy đã được chưa? Thỏa mãn chưa ạ? Như vậy thì nếu mà mình liệt chỗ nào thì thường là cơ vân cũng như là cơ xương ở đấy nó bị tổn thương luôn ạ? À? Tớ nghĩ vậy. Có nghĩa là khi liệt thì các cơ nó sẽ bị tổn thương á. Rồi cô cảm ơn nhóm thảo luận, các bạn có thể thoát trình chiếu. Cô sẽ có ý kiến góp ý thêm với các bạn bằng cái slide của cô. Em nhìn thấy bài chiếu của cô chưa? Đã rồi. Rồi, chúng ta đang nói về có hai câu thảo luận đúng không ạ? Đó là nguồn gốc, vai trò và giải thích kết quả xét nghiệm CK, CKMB bệnh nhân này. Thì thứ nhất là chúng ta nói về enzyme creatine phosphokinase. Có lẽ là nhóm thảo luận các bạn cũng có đề cập đến, nhưng mà cô thấy là nó chưa được rõ. Mà đây các bạn nhớ lại cái nguồn gốc của enzyme này thì để chúng ta hiểu được xem là nó sẽ ở mô loại mô tế bào nào. Creatine phosphokinase
viết tắt là CK hoặc là CPK, là enzyme xúc tác cho phản ứng phosphorin hóa creatine. Đây, phosphorin hóa gắn gốc phosphat vào creatine để tạo thành creatine phosphat. Creatine phosphat đây. Xin lỗi các em một phút thôi. Cô xin lỗi các em một chút nhé. Chúng ta sẽ quay lại. Cô muốn nói lại với các bạn một chút, đúng không ạ? Để các bạn nhớ về cái nguồn gốc của enzyme CK này. Thì thực ra cái sơ đồ quá trình chuyển hóa này, đây chính là cái quá trình tạo ra creatinine. Creatinine. Và các bạn cũng đã được nhắc đến cái sơ đồ chuyển hóa này ở trong phần mô đun tiêu hóa này, hay là trong mô đun hóa sinh đại cương là các em cũng đã được đề cập đến rồi. Đây chính là vừa là cái quá trình tạo ra creatinine này, lại là cái sơ đồ của quá trình thể hiện cái chức năng khử độc của gan, khử độc bằng cách metin hóa ở tại thận ấy. Sự kết hợp giữa hai axit amin là arginine và glycine cho chúng ta hai sản phẩm là ornithine và axit guanidoacetic. Ornithine đóng vai trò là chất mồi của chu trình ure, các bạn chắc cũng chưa quên đúng không ạ? Thì đây là sản phẩm như vậy là tốt rồi đúng không ạ? Nhưng bên cạnh đó thì axit guanidoacetic nó lại là một chất độc đối với cơ thể. Thế và khi được tạo ra ở thận thì nó sẽ được chuyển đến gan để khử độc. Khử độc bằng cách là metin hóa, tức là gắn thêm một gốc metin từ S-adenosine methionine để tạo thành creatine. Creatine được tổng hợp ở gan thì sẽ được đưa đến cơ, và ở đó thì nó được phosphorin hóa thành creatine phosphat. Đấy, là dạng dự trữ năng lượng cho cơ. Khi cơ hoạt động, cơ nói chung nhé, các loại cơ đúng không ạ? Cơ hoạt động thì creatine phosphat sẽ thủy phân giải phóng gốc phosphat. Đồng thời creatine đóng phòng tạo thành creatinine. Creatinine sau đó thì cơ thể chúng ta sẽ đào thải ra ngoài. Và xét nghiệm định lượng creatinine máu chúng ta dùng để đánh giá gì đây? Chức năng lọc của thận đúng không ạ? Thì chúng ta quay lại cái enzyme creatine phosphokinase. Như vậy thì nó xúc tác cho cái phản ứng phosphorin hóa creatine. Vậy thì nó sẽ có mặt ở gì ạ? Ở cơ và một số các cái tế bào, ở mô cái cơ quan nhất định đúng không ạ? Vậy thì cũng giống như tất cả các enzyme khác thôi đúng không ạ? Nó sẽ được phân bố ở trong tế bào, bào tương tế bào. Đấy. Vì vậy mà khi mà tế bào mất tính toàn vẹn ấy, thì enzyme này sẽ phóng thích vào trong máu, và khi đó thì chúng ta định lượng nồng độ
hoạt động của enzyme này trong máu sẽ tăng lên, đúng không ạ? Và nồng nếu như tế bào mà tổn thương càng nặng nề, đúng không ạ, thì cái hoạt động cái enzyme này mà được phóng thích vào trong máu càng lớn. Đấy, chúng ta đúng như vậy, đúng không ạ? Thế thì enzyme creatine phosphokinase có thể nói là nó đóng vai trò chủ chốt trong cái việc mà kiểm soát cái việc tạo ra và cung cấp năng lượng cho các mô khác nhau trong cơ thể. Và đây chúng ta đặc biệt nhấn mạnh đến là gì ạ? Mô cơ, đúng không ạ? Enzyme này có thể thấy nhiều ở mô tế bào cơ tim, cơ vân và một lượng ít hơn ở mô não. Ở trong điều kiện bình thường ấy, thì các em thấy là enzyme mà chúng ta định lượng được ở trong huyết tương gọi là CK toàn phần ấy, thì nó sẽ có hai cái thành phần chủ yếu, đó là CKMM và CKMB. Đấy, tức là một cái típ đặc hiệu cho tế bào cơ tim và một loại thì đặc hiệu cho tế bào mô cơ, đúng không ạ? Thế còn CKBB tức là cái típ mà đặc hiệu cho tế bào não thì chỉ thấy với một cái lượng không đáng kể, bởi vì bản thân nó ở trong tế bào mô não cũng không nhiều, đúng không ạ? Việc chúng ta xét nghiệm định lượng hoạt độ enzyme CK là một cái xét nghiệm rất hữu ích trong việc chúng ta chẩn đoán các bệnh lý về cơ vân hay là trường hợp nhồi máu cơ tim, bệnh lý mạch máu não. Liên quan đến nhồi máu cơ tim ý, thì các em thấy là hiện nay chúng ta có cái tiêu chuẩn vàng để chẩn đoán nhồi máu cơ tim, đấy là chụp động mạch vành. Đấy. Chúng ta nhìn và xác định luôn được là hẹp ở đâu, tắc ở đâu, đúng không ạ? Để chẩn đoán nhồi máu cơ tim thì người ta gọi đó là tiêu chuẩn vàng rồi. Thế nhưng mà tuy nhiên thì các em thấy là cũng không phải ở đâu cũng có cái phương tiện để chụp động mạch vành. Do vậy mà để mà chẩn đoán một trường hợp nhồi máu cơ tim đặc biệt có ý nghĩa trong cái việc chẩn đoán sớm ấy, thì các em thấy vai trò của CK cũng rất là quan trọng, rất là quan trọng. Trước đây thì chúng ta có sử dụng xét nghiệm AST nhưng mà so với CK thì nó không đạt hiệu bằng. Thế nên là hiện nay là chúng ta đang sử dụng rất là nhiều xét nghiệm CK, CKMV để mà chẩn đoán nhồi máu cơ tim. Thì cô cũng vừa nói với các bạn ấy là chúng ta có 3 isogen đặc hiệu cho 3 loại tế bào, đúng không ạ? Thế và hiện nay trên lâm sàng thì chúng ta ứng dụng để xét nghiệm là CK toàn phần và CKMB là chủ yếu. Đấy. Bởi vì chúng ta đang ứng dụng rất nhiều hai cái xét nghiệm này để chẩn đoán các cái trường hợp tổn thương nhồi máu cơ tim. Tuy nhiên ấy, thì các em cũng thấy là kể cả là trong trường hợp bệnh lý về cơ vân mà chúng ta chỉ định đồng thời hai xét nghiệm này cũng rất tốt, đúng không ạ? Bởi vì sao? Bởi vì là nếu như là bệnh lý ở cơ vân thì chúng ta sẽ thấy một cái kết quả là gì ạ? CK toàn phần tăng nhưng mà CKMB bình thường. Thế và trong trường hợp bệnh nhân này, cụ thể bệnh nhân này của chúng ta, đúng không ạ? Thì các em thấy là enzyme CK toàn phần tăng nhưng mà CKMB lại làm sao? Lại bình thường, đúng không ạ? Trong giới hạn bình thường. Thế thì như vậy là chúng ta xác định được kèm theo cái triệu chứng của bệnh nhân nữa, đúng không ạ? Thì chúng ta xác định được vậy thì trong trường hợp này enzyme CK tăng là do tổn thương tế bào não, đúng không ạ? Do tổn thương tế bào não. Ngoài ra thì bệnh nhân này các em thấy là bệnh nhân cũng còn có cả tổn thương tế bào cơ nữa, đúng không ạ? Do tổn thương não, đúng không ạ? Dẫn đến là gì đây ạ? Ảnh hưởng đến hoạt động của các cơ, liệt cơ, giai đoạn liệt cứng, giai đoạn liệt mềm, đúng không ạ? Và nó cũng có ảnh hưởng đến tổn thương các cái mô cơ nhất định, và nó cũng có thể là lý do làm gì ạ? Làm tăng enzyme CK trong trường hợp này. Đấy. Thế còn trong thực tế thì khi mà chúng ta chỉ định hai cái xét nghiệm CK và CKMB thì thực ra chúng ta còn phải rất quan tâm đến cái tỷ lệ CKMB trên CK toàn phần. Không những là chúng ta nhận định cái CKMB này nhỏ hơn giá trị bình thường của nó, mà chúng ta còn phải quan tâm đến cái tỷ lệ của nó trên CKMB toàn phần, trên CK toàn phần. Thế và khi mà cái tỷ lệ CKMB trên CK mà lớn hơn 6% thì gần như chắc chắn là trường hợp đó là nhồi máu cơ tim, hay nói cách khác là enzyme CK tăng trong trường hợp đó là có nguồn gốc từ tế bào cơ tim. Đấy. Thì đấy là một số những cái vấn đề mà cô nói thêm về enzyme creatine phosphokinase.
chúng ta ứng dụng rất là nhiều trên lâm sàng, nhưng mà nhiều khi là chúng ta không nhớ được là nó có trong cái chuyển hóa nào, đúng không ạ? Tiếp theo câu hỏi thứ hai, đó là về nguồn gốc, vai trò và giải thích kết quả xét nghiệm AST-ALT ở bệnh nhân này. Thì thực ra ấy, nói về nguồn gốc, vai trò của AST-ALT thì cô Tò chúng ta đã nhắc đến với nhau và nói với nhau rất là nhiều lần rồi đấy, đúng không ạ? Trong hóa sinh đại cương này, trong rất nhiều ca lâm sàng của hóa sinh đại cương, cũng như là trong các module ví dụ module tim mạch chẳng hạn, chúng ta đã có đề cập đến, đúng không ạ? Thế thì ở trong trường hợp bệnh nhân này của chúng ta ấy, thì các em thấy là về nguồn gốc AST-ALT thì cái mà chúng ta phải lưu ý ở đây ấy, mà để các bạn có thể nhớ và giải thích được thì các bạn vẫn phải biết được cái vai trò của hai enzyme này là có tác dụng như thế nào đối với cơ thể. Hai enzyme này thì nó xúc tác cho phản ứng trao đổi amin, tức là nó là những enzyme tham gia vào quá trình chuyển hóa protein. Thế thì do vậy nhiều khi cứ nói đến AST-ALT là chúng ta nghĩ ngay đến là bệnh nhân bị bệnh gan, đúng không ạ? Hoặc là bây giờ có thể là biết hơn, chúng ta nghĩ đến là tim, vân vân, đúng không ạ? Nhưng mà thực ra thì các em phải hiểu là như này, đây là hai enzyme của chuyển hóa protein. Điều đó có nghĩa là vậy thì cứ ở một cơ quan tế bào nào có chuyển hóa protein, có phản ứng trao đổi amin thì sẽ có mặt của hai enzyme này. Chẳng qua là gì, hai enzyme này ví dụ như AST chẳng hạn thì nó phân bố nhiều ở tế bào cơ vân, tế bào cơ tim đấy, rồi là ở tế bào gan. Thế hoặc như ALT thì nó phân bố nhiều ở tế bào gan thôi, đúng không ạ? Chứ còn hầu hết tất cả các mô cơ thể trong tế bào lại tế bào, cứ ở đâu có chuyển hóa protein, có phản ứng trao đổi amin thì sẽ có hai enzyme này. Thế chính vì như vậy thì các em thấy là chúng ta trong những cái trường hợp mà các mô cơ quan tế bào bị tổn thương thì nó sẽ phóng thích hai enzyme này vào trong máu và nó có thể làm cho hoạt động enzyme này trong máu tăng lên. Nhưng đương nhiên, đúng không ạ? Ở những cái mô cơ quan mà nó tập trung nhiều thì khi mà tổn thương mô cơ quan đó, nồng độ nó sẽ tăng cao hơn. Đấy. Tôi lấy ví dụ như là trong trường hợp mà bệnh nhân tổn thương gan chẳng hạn thì AST-ALT có thể tăng gấp 5 gấp 10 lần so với giá trị bình thường, thậm chí gấp hàng trăm lần so với giá trị bình thường. Đấy. Thế còn khi mà tổn thương các mô cơ quan khác thì có thể cái mức độ tăng AST và ALT nó không nhiều đến như vậy. Đấy. Thế thì ở trường hợp bệnh nhân này thì chúng ta xác định là gì ạ? AST trong trường hợp này tăng là do tổn thương hoại tử tế bào nhu mô não làm tăng AST. Thế và ngoài ra thì các bạn phát hiện cô cũng cho là một cái lý do cũng đúng, đúng không ạ? Đấy là bệnh nhân cũng có ảnh hưởng đến hoạt động của cơ, đúng không ạ? Trong tế bào cơ cũng có chứa nhiều AST và cũng có thể là đây cũng là lý do làm tăng AST, đúng không ạ? Thế và ở đây nữa thì chúng ta, tại sao chúng ta cũng càng khẳng định hơn như vậy, đúng không ạ? Là bởi vì các em thấy là có một cái kết quả xét nghiệm ALT bình thường. Thế thì đối với cái xét nghiệm AST và ALT này thì các em thấy là bao giờ chúng ta cũng xét nghiệm nó thành một cặp, đúng không ạ? Bởi vì đôi khi trong rất nhiều trường hợp, mặc dù có thể ALT bình thường, ALT là một cái dấu hiệu âm tính đấy, nhưng mà nó lại giúp cho chúng ta có gì đấy, có thể khẳng định được cái nguồn gốc của tăng AST. Như vậy trong trường hợp này, vì ALT bình thường nên chúng ta hoàn toàn có thể không nghĩ đến việc là gì, cái tăng AST này là do gan, đúng không ạ? Do tổn thương gan. Bệnh nhân này có thể nghĩ đến không ạ? Có chứ, đúng không ạ? Thế nhưng mà các em thấy là gì? Vì sao chúng ta nghĩ đến bệnh nhân này có thể tổn thương gan? Bởi vì rõ ràng là một trường hợp bệnh nhân, đúng không ạ? Bệnh nhân có thể dùng thuốc đấy, mà thuốc thì cũng có thể ảnh hưởng đến gan đấy. Nhiều người đơn giản có khi chỉ sử dụng thuốc cảm cúm paracetamol thôi thì cũng có thể là làm enzyme gan tăng rất gan, bởi vì nó cũng gây tổn thương tế bào gan mà, đúng không ạ? Thế chính vì như vậy nên là hai cái xét nghiệm AST ALT thường là chỉ định song song với nhau, và cái kết quả của nó dù là âm tính hay dương tính ấy, thì nó cũng rất có giá trị trong cái việc là gì ạ, để giúp cho chúng ta xác định được cái nguồn gốc của việc tăng hai enzyme này. Thế còn đối với AST thì tại sao trong trường hợp này nó sẽ tăng? ALT cũng có thể tăng đấy chứ, trong trường hợp này hoàn toàn nó cũng có thể tăng, nhưng nó tăng ít thôi, và chắc chắn nó sẽ tăng ít hơn so với AST, bởi vì chúng ta nhớ lại là
ALT thì nó phân bố ở bào tương của tế bào, còn ASC thì nó vừa phân bố ở bào tương tế bào, nó vừa phân bố ở dạng ti thể của tế bào. Do vậy mà nếu như mà ở giai đoạn mới bắt đầu tổn thương ở mức độ nhẹ của tế bào thì có thể là sẽ làm phóng thích cái enzyme này từ bào tương vào trong máu, nên ALT nhiều khi ví dụ trong bệnh lý về gan chẳng hạn, ALT còn tăng cao hơn cả AST đúng không ạ? Nhưng mà khi mà cái tổn thương nặng hơn ở cái mức độ hủy hoại tế bào thì em thấy là gì? AST nó sẽ tăng cao hơn, bởi vì là lúc đó thì cả ở trong bào ti thể của tế bào nó cũng sẽ được phóng thích vào trong máu. Thì đấy là hai cái câu hỏi thảo luận mà nhóm thảo luận các bạn vừa đưa ra, thì cô cũng chỉ có đóng góp thêm một số cái ý kiến như vậy, không biết các bạn có còn hỏi thêm gì nữa không nhỉ? Các em có hỏi thêm gì nữa không? Thế còn nếu không hỏi thêm gì thì chúng ta chuyển sang câu tiếp theo đấy. Thưa cô, là cô thấy trình bày bài trình bày của nhóm em chưa ạ? Cô nhìn thấy rồi. Em tên là Dương Thị Thủy, em xin thay mặt nhóm 6 trình bày về câu hỏi số 8 calo chặng 4 calo rằng nhồi máu não. Đây là danh sách thành viên của nhóm em. Ở câu 8 là tại sao ở bệnh nhân này lại định lượng CRP tăng? CRP hay là protein phản ứng C hay là C-reactive protein là một protein được tổng hợp ở tế bào gan, có vai trò quan trọng trong giai đoạn cấp thuộc hệ thống đáp ứng miễn dịch không đặc hiệu. Ở bình thường thì CRP nhỏ hơn 5 mg trên lít, sự tổng hợp tăng bởi cytokine được tách rời từ đại thực bào trong quá trình viêm nhiễm, không được tổng hợp bởi những tế bào bị viêm nhiễm. Nồng độ CRP có thể tăng tới 60 mg trong trường hợp viêm não nhiễm trùng. Thì kết quả của bệnh nhân là kết quả là 124,48 mg trên lít, thì kết quả CRP định lượng tăng ạ. Bệnh nhân có siêu như 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 trên đấy, bệnh nhân có siêu âm Doppler thì thấy hình ảnh là mạch có mảng xơ vữa ở động mạch cảnh trái ở sát phình cảnh, làm hẹp khoảng 50% lòng mạch, thì sẽ gây đến là kết tập tiểu cầu và bạch cầu đến vị trí xơ vữa, gây hủy hoại nhu mô và viêm, làm tăng tổng hợp CRP. Tiếp theo là tổng hợp là tổn thương những nhánh nông của động mạch não giữa trái, phần nhu mô não được cấp máu bị tổn thương, làm cho bạch cầu đến thu dọn các tế bào bị tổn thương, làm hủy hoại nhu mô và viêm, thì dẫn đến nồng độ CRP tăng. Và nồng độ CRP tăng cũng là một trong những yếu tố gây gia tăng mảng xơ vữa và mảng xơ vữa của bệnh nhân ạ. Ngoài ra thì bệnh nhân có sốt 39 độ C cũng là một trong những nguyên nhân bọn em nhận định được là do viêm ạ. Đây là bài trình bày của nhóm em. Bọn em có trình bày nốt câu 9 không ạ? Thưa cô ạ. Em xin cảm ơn cô và các bạn đã theo dõi. Câu câu 9 thì để lát nữa sẽ thảo luận với cô Hằng. Chúng ta đang có câu hỏi thảo luận là tại sao ở bệnh nhân này định lượng CRP tăng. Cô mời các bạn có ý kiến đi.
Thế thì đối với CRP thì các em thấy là như này. CRP này viết tắt của chữ protein C reactive đúng không ạ? Là protein phản ứng C do gan sản xuất. Protein này nó có đặc điểm là gì ạ? Kết tủa với polysaccharide C của phế cầu. Và đây là cái thành phần không thể thiếu trong phản ứng của hệ miễn dịch đối với các tổn thương hay là trong trường hợp bị nhiễm trùng. Bình thường thì sẽ không xuất hiện protein này trong máu hoặc là xuất hiện với lại nồng độ rất là thấp. Đấy các em thấy này, bình thường là dưới 5, đúng không ạ? Dưới 5,0 mg trên lít. Khi xuất hiện tình trạng viêm cấp cùng với sự phá hủy mô trong cơ thể sẽ kích thích sự sản xuất ra protein này của gan và nồng độ protein C trong huyết tương cũng sẽ tăng nhanh. Do vậy mà protein phản ứng C được coi như là một cái marker, một cái chất chỉ điểm để mà đánh giá cái tình trạng viêm của cơ thể, phản ứng viêm của cơ thể. Và thường thì các bạn thấy là đối với CRP thì nó sẽ đánh giá tình trạng viêm cấp tính. Viêm cấp tính. Khi mà tình trạng viêm của cơ thể kết thúc ấy, thì protein phản ứng C này cũng nhanh chóng mất đi, bởi vì là mặc dù là nó được sản xuất ở gan nhưng mà chỉ mà và rất sớm, nó được gan phản ứng sản xuất rất sớm trong khoảng 6 giờ khi xuất hiện phản ứng viêm, nhưng mà sau đó thì nó cũng nhanh chóng được đào thải. Tuy nhiên ý, thì các em thấy là nó không đặc hiệu, nó không đặc hiệu, nó không đặc hiệu cho bất cứ một mô cơ quan nào, mà nó chỉ là một cái chỉ dấu chung thôi cho cái tình trạng viêm chung. Thế thì ở trường hợp bệnh nhân này thì các em thấy là bệnh nhân này thì tăng là vì sao? Bệnh nhân của chúng ta có tình trạng nhiễm trùng không các em? Bệnh nhân có nhiễm trùng không? Em đã cô là có ạ. Có, biểu hiện bằng gì? Đây các bạn, nhóm thảo luận các bạn rất giỏi đúng không ạ? Các bạn đã chỉ ra là gì? Biểu hiện từ cái kết quả xét nghiệm là gì ạ? Bạch cầu máu tăng đúng không ạ? Và đặc biệt là bệnh nhân có gì ạ? Có sốt 39 độ C. Nhưng cái sốt này các em cũng lưu ý nhé. Đấy, sốt này có thể do nhiễm khuẩn nhưng cũng có thể là sốt do cái phản ứng của cơ thể trong những cái trường hợp bệnh nhân bị tổn thương trung ương thần kinh nhá. Cả lớp rõ chưa ạ? Cái sốt này các em cũng phải hết sức lưu ý, không phải tứ sốt là gì, là của nhiễm khuẩn đâu nhá. Nhưng mà trong trường hợp này chúng ta ghi nhận, bởi vì sao? Vì bệnh nhân có bạch cầu tăng, có sốt 39 độ. Thế và thực sự là ở môi trường của chúng ta ấy, thì cái việc mà bệnh nhân bị bội nhiễm nhiễm khuẩn là rất rất có thể dễ xảy ra đúng không ạ? Do vậy mà ở trường hợp này thì chúng ta thấy là CRP tăng rất cao, như vậy là nó phù hợp với một cái tình trạng nhiễm khuẩn cấp tính ở bệnh nhân đúng không ạ? Ngoài ra nữa đúng không ạ, là bệnh nhân này của chúng ta cũng đang có cái tình trạng gì đấy, tổn thương tế bào đúng không ạ, hủy hoại tế bào não. Đấy, chính vì vậy mà nó cũng là một trong những cái lý do mà gì ạ, làm tăng CRP. Nhưng tuy nhiên ý, thì đối với CRP thì nó chỉ đặc hiệu, nó đúng cho những cái trường hợp viêm cấp thôi. Thế còn những cái trường hợp mà viêm mang tính chất mạn tính thì cái chỉ dấu CRP này nó không có nhiều giá trị, nó không có nhiều giá trị. Mà thay vào đó người ta sẽ sử dụng cái hsCRP, protein C siêu nhạy, để chúng ta đánh giá cái tình trạng viêm mạn tính. Và cái hsCRP đấy thì nó có giá trị trong cái việc là đánh giá cái nguy cơ đột quỵ cũng như là nguy cơ bệnh lý tim mạch ở trên các trường hợp bệnh nhân của chúng ta, nhưng nó lại không phản ánh được cái tình trạng viêm cấp tính như là CRP. Rồi như vậy là tóm lại ở trên trường hợp bệnh nhân của chúng ta ngày hôm nay đúng không ạ, thì chúng ta đã vừa cùng giải thích hình như còn một ý nữa chứ đúng không, còn một câu nữa cơ mà, là có yếu tố nguy cơ gây sơ vữa động mạch không, đó là những yếu tố nào? Vậy thì vẫn còn phải một nhóm thảo luận nữa chứ đúng không ạ?
Cô mời nhóm nào chuẩn bị câu hỏi này các bạn trình bày tiếp đi ạ. Vâng, cô ra đây em xin thay mặt nhóm 5 trình bày về câu 7 ạ. Câu 7 là bệnh nhân này có yếu tố nguy cơ gây xơ vữa động mạch không? Đó là những yếu tố nào và tại sao ạ? Nhất là xơ vữa động mạch là sự tích động cholesterol dưới lớp áo trong của động mạch làm cho động mạch này dày thành động mạch dày lên thu hẹp lòng mạch. Tiếp đó là sự lắng đọng canxi đưa đến thoái hóa loét sùi do thiếu nuôi dưỡng và mô xơ phát triển tại chỗ. Các yếu tố nguy cơ gây xơ vữa động mạch ở trên bệnh nhân này là có 4 yếu tố. Thứ nhất là tăng huyết áp, hai là đái tháo đường, thứ ba là có rối loạn chuyển hóa lipid máu và thứ tư là tuổi già. Về giải thích là thứ nhất tăng huyết áp làm cho áp lực của máu lên thành mạch cao, dễ tổn thương tế bào nội mô của thành mạch, làm cho các lipoprotein LDL lưu hành trong máu dễ bám dính và đi vào lớp áo trong, đi vào giữa lớp áo trong và lớp áo giữa của mạch máu và hình thành nên các mảng xơ vữa. Đái tháo đường sẽ dẫn đến rối loạn chuyển hóa lipid và đây là nguyên nhân gây nên biến chứng xơ vữa các mạch máu nhỏ. Bệnh nhân có rối loạn chuyển hóa lipid máu, tăng cholesterol và giảm HDLC. HDLC là một cái lipoprotein mang cholesterol từ mô về gan, cho nên là khi giảm sẽ dẫn đến dễ hình thành các mảng xơ vữa. Bệnh nhân tuổi cao, đây là 72 tuổi, thì chuyển hóa lipid có thể thay đổi, tăng dự trữ, giảm thoái hóa, dẫn đến là mỡ ở trong máu, ở mô cơ quan cao cũng là nguyên nhân gây nên xơ vữa động mạch. Trên đây là bài thuyết trình của nhóm. Cảm ơn cô và các bạn lắng nghe. Nào, cả lớp mình có ý kiến gì thêm không ạ? Rồi, cô cảm ơn nhóm thảo luận đúng không ạ? Các bạn đã đưa ra cho chúng ta rất nhiều những cái yếu tố nguy cơ ở bệnh nhân này. Các em thoát cái trình chiếu đấy. Nhưng mà cô nhấn mạnh hai cái nguyên nhân đúng không ạ? Các cái yếu tố nguy cơ có thể thay đổi được và những cái yếu tố nguy cơ không thay đổi được. Không thay đổi được ở đây chính là những cái rối loạn chuyển hóa. Ở bệnh nhân này chúng ta thấy là có hai cái rối loạn chuyển hóa chính mà nó sẽ làm cái nguy cơ gây ra xơ vữa động mạch ở bệnh nhân. Còn nhiều cái yếu tố nguy cơ khác nhá, nhóm thảo luận các bạn kể ra hết rồi đúng không ạ? Cô chỉ nhấn mạnh lại thôi. Thứ nhất đó là gì ạ? Bệnh nhân này của chúng ta là một trường hợp đái tháo đường tiếp 2 đúng không? Đái tháo đường tiếp 2. Vậy thì bệnh nhân sẽ phải chịu ảnh hưởng của gì đấy ạ? Của các cái biến chứng do đái tháo đường tiếp 2 nó gây ra. Cụ thể đây là do tình trạng tăng glu máu, cung máu thì các em biết rồi. Nó tăng các cái phản ứng của glycogen hóa này, tăng tạo ra các gốc tự do gây tổn thương mạch máu này, tăng chuyển hóa gluco theo con đường polio này, hoạt hóa enzyme deacylglycerol kinase C. Hậu quả là gì ạ? Dẫn đến làm rối loạn chức năng thành mạch, tạo điều kiện tổn thương lớp tế bào nội mô, tạo mảng xơ vữa và gây ra các bệnh lý mạch máu. Như vậy là đây là lý do thứ nhất đúng không ạ? Do gluco máu tăng. Cái thứ hai, cái yếu tố bảo vệ ở bệnh nhân này giảm, đó là HDLC giảm. Thì thực ra HDLC giảm ấy, nó cũng nằm trong cái rối loạn chuyển hóa thứ phát của cái việc mà tăng gluco máu này thôi, ở bệnh nhân đái tháo đường tiếp 2 thôi đúng không ạ? HDL là lipoprotein có mật độ cao, được tổng hợp chủ yếu ở gan và ruột. Thế mà nhiệm vụ chính của HDL là gì ạ?
vận chuyển cholesterol từ các cái tế bào ngoại vi về gan để mà thoái hóa hoặc là đào thải ra ngoài qua đường mật. Như vậy thì vai trò của HDL đối với lại lòng mạch là rất quan trọng, đúng không ạ? Nó đóng vai trò là gì đấy ạ? Loại bỏ đi những cái cholesterol dư thừa. Đấy. Và ngoài ra thì nó còn có nhiều những cái vai trò khác nữa, đúng không ạ? Nhưng tựu chung lại đó là gì ạ? Nó là tham gia vào cái cơ chế chống xơ vữa động mạch. Đấy. Vì vậy nên là khi mà giảm HDL thì nó cũng sẽ làm tăng cái nguy cơ xơ vữa động mạch lên, đúng không ạ? Các HDL mới được tổng hợp tương tác với các tế bào chết và cholesterol được giải phóng ra từ các cái tế bào tái sinh. Thì các cholesterol này khi mà được nhận vào các cái lipoprotein có tỷ trọng cao ấy, thì dưới tác dụng của lecithin, cholesterol acetaldehyde sẽ chuyển hóa nó, este hóa nó thành cholesterol este hóa. Thế chính vì lý do đó nên các em thấy là mặc dù tỷ lệ cholesterol trong lipoprotein có tỷ trọng cao rất là cao, đúng không ạ? Chiếm khoảng 18%, nhưng mà nó lại không gây nguy cơ xơ vữa động mạch bởi vì cái tỷ lệ cholesterol tự do trong nó rất thấp, nó chỉ khoảng 4% thôi. Thế trong khi đó thì ạ, lipoprotein có tỷ trọng thấp của chúng ta, mặc dù tỷ lệ cholesterol nó mang nhiệm vụ là gì ạ? Mang cholesterol đến đi vào trong lòng mạch để đưa đến các mô cơ quan. Thì cái lipoprotein có tỷ trọng thấp đó thì nó lại có chứa các cái cholesterol tự do. Đấy. Với tỷ lệ cao hơn so với lipoprotein có tỷ trọng cao, đó nó khoảng 8%. Vì vậy mà nó chính là cái gì đấy ạ? Cái nguy cơ gây xơ vữa động mạch. Thế nhưng các em cũng biết là bình thường ấy thì nếu như mà cái thành mạch này của chúng ta mà nó toàn vẹn đấy, thì thực ra là gì ạ? Lipoprotein có tỷ trọng cao đấy, không thể có cơ hội, đúng không ạ, để mà xâm nhập vào và gây ra những cái khởi phát, đúng không ạ, tạo ra cái sự khởi phát cho việc hình thành mà vữa xơ. Mà ở đây quan trọng nhất đó là gì đấy ạ? Cái sự toàn vẹn của lớp tế bào nội mạc mạch máu này đấy, nó đã bị phá vỡ. Phá vỡ ở đây thì trên bệnh nhân cụ thể này của chúng ta đấy là chính là gì ạ? Do bệnh nhân đái tháo đường type 2, rồi các bạn cũng kể ra nhiều yếu tố khác, ví dụ như là tuổi cao vân vân, đúng không ạ? Thế thì khi mất tính toàn vẹn như vậy thì lipoprotein có tỷ trọng thấp mới làm sao mới có cơ hội để mà tạo ra mạng xơ vữa động mạch. Ở bệnh nhân này của chúng ta thì bệnh nhân có hai cái vấn có cái vấn đề là gì ạ? Mặc dù là LDL bình thường, HDL giảm, tức là ở đây không tăng yếu tố nguy cơ nhưng mà lại giảm cái yếu tố bảo vệ. Đấy, thế nên là dẫn đến là gì ạ? Bệnh nhân có nguy cơ xơ vữa động mạch cao. Thế còn ngoài ra nữa, ở đây cô nói thêm một chút là đối với cái LDL nhé. Mặc dù là ở bệnh nhân này bình thường, đúng không ạ? Nhưng mà vì là bệnh nhân đái tháo đường type 2, đấy, nên bệnh nhân vẫn có khả năng là gì ạ? Sẽ tăng loại lipoprotein có tỷ trọng thấp mà dạng hạt nhỏ động đặc. Thì đấy chính mới là thủ phạm gì ạ? Gây xơ vữa động mạch. Đấy. Thế nên là mặc dù LDL có thể bình thường, đấy, nhưng nếu mà cái tỷ lệ hạt nhỏ đậm đặc mà nó tăng cao thì đây cũng vẫn là một cái diện nguy cơ xơ vữa động mạch ở bệnh nhân này, đúng không ạ? Thế trong cái hình ảnh mô tả này thì các em có thể thấy là gì? LDL được ví như là cái người mà gì? Mang cholesterol đến, đúng không ạ? Để đổ vào lòng mạch. Thì ngược lại HDL lại có vai trò như là một người gì đấy ạ? Công nhân, đúng không ạ? Lại thu dọn những cái lipid dư thừa này đi. Đấy. Thế chính vì như vậy nên là trong trường hợp bệnh nhân này của chúng ta là gì? Cái ông này, đúng không ạ, đang bị giảm. Đấy. Mà giảm đi thì đương nhiên là gì? Những cái thừa này sẽ không thu dọn được, đúng không ạ? Trong khi đó lại trên một cái cơ địa là gì? Cái nguy cơ của tổn thương nội mạc mạch máu này rất cao nữa, đúng không ạ? Nên tóm lại là gì ạ? Chỉ với hai yếu tố đó thôi, đúng không ạ? Cũng đã cho thấy là gì ạ? Ở bệnh nhân này chúng ta cái nguy cơ xơ vữa động mạch rất cao rồi, đúng không ạ? Chưa kể còn các cái rối loạn khác nữa, đúng không ạ? Thế thì cái phần này thì nói lại, đi nói lại thì cũng dài lắm, đúng không ạ? Đem về chúng ta cũng xem lại các cái ca lâm sàng trước đây, ví dụ như ca lâm sàng rối loạn lipid máu bệnh nhân đái tháo đường type 2 chẳng hạn, để chúng ta xem và chúng ta sẽ giải thích kỹ hơn nữa ở trên bệnh nhân này về các cái yếu tố nguy cơ gây xơ vữa động mạch, đặc biệt là tình trạng tăng đường máu cũng như là rối loạn lipid máu. Ở đây thì
bệnh nhân mới có một chỉ số rối loạn thôi, là HDLC thôi, còn các cái chỉ số khác nữa thì chúng ta về chúng ta sẽ nghiên cứu lại về cái cơ chế gây xơ vữa động mạch. Thế thì đấy là cái câu hỏi số 7 à, theo của các em là số 7, cô đang đánh cơ một chút số 8. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ còn lại 4 câu hỏi nữa. Không biết cô Hằng đã vào chưa ạ? Vâng, chào cô Hương, chào tất cả vâng, các em. Vâng. Cô Hằng ở trong lớp rồi thì cô sẽ mời cô Hằng tiếp tục thảo luận với các em ạ, những câu hỏi còn lại ạ. Vâng. Mời các nhóm nào chuẩn bị câu hỏi số 1 thì các em kết nối và báo cáo nhé. Chào cô và các bạn. Sau đây xin đại diện cho nhóm 1 để trình bày bài tự trình của nhóm ạ. Đây là danh sách thành viên của nhóm ạ. Phần nội dung ca lâm sàng em xin phép được bỏ qua. Câu hỏi thảo luận của nhóm em là phân tích kết quả xét nghiệm tổng phân tích tế bào máu ngoại vi. Thì cô và các bạn có thể quan sát bảng slide trên màn hình. Chúng em có thêm vào các chỉ số bình thường để đưa ra được những cái so sánh kết quả đối với kết quả của bệnh nhân. Thì qua so sánh thì nhóm em kết luận được là ở dòng hồng cầu thì có số lượng RBC giảm, HGB giảm, HCT giảm và có MCH tăng. Ở bệnh nhân thì số lượng hồng cầu giảm, thể tích hồng cầu bình thường, kích thước hồng cầu bình thường đều nhau. Chúng em có một số giải thích như là số lượng hồng cầu giảm do là về thứ nhất là về tuổi tác. Bệnh nhân 72 tuổi thì càng lớn tuổi thì chức năng sản xuất hồng cầu càng giảm. Số lượng tủy xương xuất sản xuất thì cũng dần ít hơn. Thứ hai là về thiếu nguyên liệu tợ máu. Do là bệnh nhân bị đái tháo đường type 2 nên là quá trình hấp thu và tổng hợp giảm. Về chỉ số MHC của bệnh nhân tăng thì là do số lượng hồng cầu giảm. Thứ hai là về dòng bạch cầu thì qua so sánh với các chỉ số bình thường thì nhóm em có đưa ra được nhận xét là ở bệnh nhân này thì số lượng bạch cầu tăng, tăng bạch cầu trung tính và mono. Về giải thích thì nhóm em có giải thích là do bệnh nhân này bị nhồi máu não nên là cái nhu mô não bị hủy hoại, dẫn đến là tập trung nhiều bạch cầu đến để thực báo. Còn về dòng tiểu cầu thì so với chỉ số bình thường thì dòng tiểu số lượng tiểu cầu của bệnh nhân bình thường. Trên đây là bài thuyết trình của nhóm. Cảm ơn cô và các bạn đã lắng nghe. Vâng, cảm ơn phần báo cáo của các bạn. Em ở nhóm 1 nhỉ? Vâng ạ. Bạn Giang à? Bạn Giang báo cáo đúng không? Dạ, em là Hạnh. Hạnh à? Vâng. Nào mời các bạn ở trong lớp. Cái câu này thì chúng ta thấy làm sao nhỉ? Gặp ở rất là nhiều các ca lâm sàng chúng ta. Ca lâm sàng nào hầu như cũng có cái câu hỏi là gì? Phân tích kết quả xét nghiệm, tổng phân tích tế bào máu ở ngoại vi để giúp cho các em ăn. Bởi vì là đây là một cái xét nghiệm thường quy mà nhá. Nên sau này chúng ta sẽ gì? Sang 100% bệnh nhân khi vào viện nằm viện là sẽ phải có cái xét nghiệm này, là mình phải đọc nó gì thuần thục, đúng không ạ? Với cái sự phân tích của các bạn ở nhóm 1 này đã đầy đủ chưa hả các bạn? Về dòng hồng cầu các bạn kết luận là gì ạ? Có cái tình trạng là bệnh nhân bị gì, bị thiếu máu, đúng không ạ? Thiếu máu ở đây là thiếu máu thuộc loại nào? Thiếu máu này là thiếu máu gì ạ? Yêu sắc ạ. Yêu sắc à? MCH của bệnh nhân tăng ạ. MCH tăng. Nhưng mà MCHC thì lại làm sao nhỉ? Bình thường ạ. MCHC thì lại gì? Bình thường, đúng không? Thế nếu như mà MCHC bình thường mà MCH mà nó gì? Nó tăng, liệu mình có kết luận là nó yêu sắc được không?
kích thước hồng cầu như thế nào vậy? Kích thước của hồng cầu bình thường ạ. Ừ, kích thước của hồng cầu gì bình thường đúng không ạ? Kích thước hồng cầu, để đánh giá kích thước hồng cầu thì mình dựa vào chỉ số nào nào? Em đưa về danh sách nhóm cho cô nè. Danh sách nhóm. Rồi. Mời bạn Phạm Thị Thu Huệ. Bạn Phạm Thị Thu Huệ có mặt ở trong lớp không? Em đây ạ. Thưa cô ạ, kích thước của hồng cầu thì chúng ta sẽ dựa vào chỉ số MCV ạ. À, chỉ vào chỉ số MCV, đúng không? Thế để đánh giá là thiếu máu hay là bình thường hay là gì có hiện tượng đa hồng cầu thì người ta dựa vào chỉ số gì? Thế là dựa vào chỉ số gì nhỉ? Thiếu máu à, thì sẽ là có cái số lượng hồng cầu là RBC, hemoglobin với cả hematocrit. Hả? Dựa vào nhiều chỉ số đấy. Để đánh giá thiếu máu hay không thì người ta chỉ dựa vào cái chỉ số gì thôi? Có giá trị nhất? Số lượng hồng cầu. Số lượng hồng cầu á? À? Liệu không có số lượng hồng cầu có giá trị nhất trong cái việc chẩn đoán thiếu máu hay không? Ta dựa vào chỉ số hemoglobin nha. Đó chưa? Cái lượng hemoglobin ấy. Bởi vì các bạn sẽ thấy có những trường hợp làm sao nhỉ? Bệnh nhân thiếu máu, thế là tủy xương làm sao? Nó đáp ứng tốt. Nó sản xuất gì? Nó tung các cái hồng cầu gì? Hồng cầu non ra. Hồng cầu chưa được trưởng thành ra nên số lượng gì? Vẫn gần như bình thường. Nhưng cái lượng hemoglobin thì nó lại là gì ạ? Để giảm. Đấy. Thế trong trường hợp này mình chỉ cần cái... Với cái dòng hồng cầu thì các em chỉ cần gì? Kết luận là bệnh nhân này là bệnh nhân bị gì ạ? Thiếu máu gì? Thiếu máu này là thiếu máu loại gì đấy? Hồng cầu gì? Hồng cầu kích thước gì? Bình thường, đúng không ạ? Có cái MCH thì nó gì? Hơi tăng một chút, thì bây giờ mình mới lý giải. Liệu có giải thích được tại sao ở trên bệnh nhân này lại MCH nó lại tăng không? Nó tăng ở đây là tăng thật hay là tăng ở đây là tăng gì? À, tăng tăng giả tạo. Cũng giống như là gì? Có những trường hợp các bạn sẽ thấy là gì ạ? À, ví dụ như là bệnh nhân mà bị gì? Bệnh nhân bị tiêu chảy mất nước ấy. Thế có thể là gì ạ? Số lượng hồng cầu mình lại thấy là gì? Nó tăng. Thế mình cần phải xem là cái tăng đấy là tăng thật hay không? Có phải đa hồng cầu không? Hay là gì? Tay tăng đấy là do bệnh nhân bị mất nước, bệnh nhân bị cô đặc máu thôi. Đó, có những cái trường hợp như thế. Thế thì MCH ở đây là làm sao nhỉ? Nó đang tăng. Thế thì mình xem là tăng ở đây là tăng do cái gì? Những nguyên nhân nào có thể đưa đến tình trạng MCH nó lại tăng? Và nó liệu nó có phù hợp với cái bệnh nhân này hay không? MCH là gì nhỉ? Mời bạn Nguyễn Thị Thu Hồng. Em thưa cô, MCH là hemoglobin trung bình của hồng cầu. À, lượng hemoglobin trung bình của hồng cầu. Thế còn MCHC? MCHC là nồng độ hemoglobin trung bình. À, chính là gì? Nồng độ hemoglobin trung bình trong một hồng cầu, đúng không? Đấy. Thế thì MCH nó có thường là mình hay gặp là MCH là thường hoặc là MCHC mình hay gặp là đại đa số là nó gì? Nó giảm, đúng không? Mình hay gặp ở cái trạng thái đó.
Trạng thái tăng thì mình ít gặp lắm. Thế trong trường hợp này bệnh nhân lại tăng. Liệu tăng ở đây thì nó gặp trong các cái trường hợp nào? Những nguyên nhân đưa đến MCH nó gì? Nó tăng. Nguyên nhân gì nhỉ? Nghe nói đến, các bạn đã nghe nói đến là thiếu yếu tố vi lượng chưa? Ví dụ như là thiếu các cái gì? Vitamin B12, axit folic. Có thể làm cho MCH này nó tăng không? Hả các em? Có. Ừ. Nha. Rồi gì nữa? Trong một số trường hợp, ví dụ mình dùng thuốc ấy, nha. Khi mà cái chức năng gan mà nó gì? Giảm. Các bạn sẽ thấy là làm cho cái MCH này nó cũng có thể là gì ạ? À, nó sẽ bị gì? À, tăng lên. Nhá. Thế thì trên trường hợp này thì làm sao nhỉ? Lúc này là mình đang thấy là bệnh nhân đang có một cái tình trạng là gì ạ? À, bệnh nhân là bị gì? Đái tháo đường. Tiếp 2, diễn biến cũng nhiều năm đúng không? Đấy, rồi lại kết hợp với gì ạ? À, bệnh nhân bây giờ là đang gì? Đang có cái biểu hiện là các cái enzyme chuyển hóa lúc này nó cũng đang gì ạ? Có tình trạng là gì? Tăng cường để nó gì phân hủy cái tổ chức gì? Não à, đúng không? Các bạn đã phân tích ở cái các câu mà cô Hương vừa giảng lúc trước. Thế thì các bạn sẽ thấy là gì ạ? Sẽ trên bệnh nhân này thì nó cũng sẽ gì? Phù hợp thôi, cái tình trạng là bệnh nhân bị thiếu máu. Thiếu máu ở đây mà nhất là các bạn sẽ thấy là gì ạ? Sẽ thiếu các cái nguyên liệu gì? Nguyên liệu tạo máu. Đúng không ạ? Thiếu các nguyên liệu tạo máu, thiếu protein. Cái albumin của bệnh nhân có gì ạ? Thấp hơn bình thường đúng không? Albumin ở trong huyết tương của bệnh nhân ấy. Dạ. Ừ. Đấy. Ở đây thì người ta không định lượng protein huyết tương đúng không? Nhưng albumin thì các bạn đã thấy là nó gì? Nó giảm. Nhá. Đấy nữa. Thế thì chúng ta cũng sẽ thấy là nó gì ạ? À, đây là cái tình trạng, đây là không phải là tình trạng là gì? Mất máu là mất máu cấp đâu, nhá. Khi mà mất máu cấp thì các bạn sẽ không thấy là gì ạ? À, các cái gì huyết sắc tố nó lại gì? À, nó các cái chỉ số nó khác, MCH mới gọi MCHC nó phải gì, nó phải giảm cơ, nhưng đây là một cái tình trạng gì thiếu máu từ trước rồi. Mình thấy rằng là đối với nhồi máu não thì nó không gây cái tình trạng gì mất máu cấp, nhưng đối với trường hợp xuất huyết não các bạn sẽ thấy nó sẽ gì ạ? Gây tình trạng mất máu cấp, bệnh nhân thiếu máu rất là nhiều nhé, tùy theo cái mạch máu mà nó gì ạ? Tổn thương nó. Bởi vì làm sao nhỉ, nó rối loạn cái quá trình gì, đông máu nó vỡ ra rồi xong rồi nó còn không cầm lại được. Đấy. Thì nó gây cái tình trạng gì thiếu máu rất là nhiều. Còn đối với bệnh nhân này cũng có tình trạng thiếu máu, nhưng thiếu máu này là thiếu máu từ trước ở cái tuổi cao. Như là gì ạ, trong một số tài liệu người ta còn gì ạ, người ta còn nói rằng là đối với những trường hợp mà trên 70 tuổi. Ừ. Tuy nhiên cái Bộ Y tế thì trong cái hướng dẫn về gì chẩn đoán tiêu chuẩn thiếu máu thì không thể nói đến. Tức là người ta cho rằng là đối với những trường hợp mà trên 70 tuổi ấy, để mà định nghĩa thiếu máu, người ta lấy cái lượng hemoglobin, nó không phải là cái ngưỡng là gì ạ? 120 hay là gì ạ? Đối với một nữ à, nam là 140, mà người ta có khi người ta chỉ lấy chung một cái giá trị là gì ạ? À, có thể đánh giá thiếu máu ở khi mà gì? Dưới 110 mà bảo bệnh nhân này là 100 gì? 12, đúng không ạ? Nếu theo áp vào cái tiêu chí như thế thì mình lại cũng chẳng thấy bệnh nhân thiếu máu. Nhưng mình là gì ạ? Nhưng tuy nhiên cái tài liệu đấy thì nó cũng chưa có hướng dẫn cụ thể của trong Bộ Y tế, nên là chúng ta vẫn cứ lấy là gì ạ? Mặc dù bệnh nhân đã 72 tuổi rồi nhưng mình vẫn lấy cái giá trị là gì ạ? Đánh giá thiếu máu là khi lượng hemoglobin là dưới 140 gram trên lít nha. Và trên cái bệnh nhân này là gì? À, bệnh nhân đã có tình trạng là gì? Thiếu máu. Thế còn về cái bạch cầu, về bạch cầu thì các bạn thấy là gì ạ?
bạch cầu nó tăng tăng ở đây là gì ạ? À? Số lượng thì nó tăng cũng ít thôi đúng không? Cũng không phải là tăng nhiều lắm. Vâng, ở đây và các bạn giải thích đó chính là do hiện tượng gì? Hủy hoại cái gì? Nhu mô não. Nên là dẫn đến là gì ạ? Có hình thành cái phản ứng viêm. Nên là tăng sinh sản xuất các cái bạch cầu. Rồi về câu hỏi này. Các bạn có còn phần nào mà mình chưa gì? Cảm thấy nó chưa được rõ ràng á. Và nếu như không còn ý kiến gì nữa thì xin mời nhóm tiếp theo các em chuẩn bị câu hỏi số 2. Dạ thưa cô, em cô đã thấy bài trình chiếu của nhóm em chưa ạ? Cô thấy rồi nhé. Dạ vâng. Thưa cô là em tên Lục, sau đây thì em xin thay mặt nhận hai trình bày về cả thảo luận của nhóm mình, cái sáng giá thân của nhóm ạ. Và nội dung cái lâm sàng thì các bạn đã nói rồi, mình chỉ lưu ý ở đây là bệnh nhân bị tăng huyết áp và đái tháo đường type 2, có rối loạn chuyển hóa lipid và hôn mê do nhồi máu não. Câu hỏi thảo luận của nhóm em là phân tích kết quả đông máu. Thì kết quả đông máu có một vài chỉ số, em xin phép được nói lại sơ qua là chỉ số PT, là nó sẽ khảo sát con đường đông máu ngoài sinh, chủ yếu nó biểu hiện hoạt tính đông máu của các yếu tố tham gia theo con đường đông máu ngoài sinh như là yếu tố 2, 5, 7, 10 và fibrinogen. Tiếp theo là chỉ số APTT. Thì chỉ số APTT này nó là biểu hiện hoạt tính đông máu của các yếu tố tham gia theo con đường đông máu nội sinh, chủ yếu là yếu tố 2, 8, 9, 10, 11 và 12 và fibrinogen. Và tiếp theo là cái chỉ số INR. Cái chỉ số xét nghiệm INR là một loại xét nghiệm máu có liên quan đến quá trình đông máu ạ. Và xét nghiệm này nó đánh giá mức độ hình thành các cục máu đông, tức là nó biểu thị cả thời gian đông máu của bệnh nhân xét nghiệm. Thì những chỉ số bất thường trên bệnh nhân này là có chỉ số PT tăng, APTT giảm. APTT giảm và định lượng fibrinogen bằng phương pháp trực tiếp là tăng. Thì chúng em giải thích về chỉ số fibrinogen tăng là do nồng độ fibrinogen huyết tương cao có vai trò trong đáp ứng viêm, đó là tăng ngưng tập hồng cầu, kết dính bạch cầu, và nếu đáp ứng viêm không kết thúc thì gây hậu quả là tăng fibrinogen mãn tính. Và trên bệnh nhân này có sự đáp ứng viêm trong sự hình thành mạng xơ vữa mạch máu, nó sẽ tiến triển xơ vữa phối hợp với tăng fibrinogen. Thì bên hiện nay nó sẽ khái quát hơn về cái tình trạng tăng fibrinogen trên bệnh nhân này. Thì đây là cái nguyên nhân về cái mức độ của cục máu đông, và cái đường kính của cục máu đông nó sẽ làm tăng fibrinogen trên bệnh nhân. Và inflammation là cái phản viêm, nó cũng sẽ làm tăng fibrinogen. Và cái đây là cái kết tập hồng cầu và kết dính bạch cầu tiểu cầu, nó cũng sẽ làm tăng fibrinogen. Và cái blood viscosity là cái độ nhợt của máu, thì khi mà bệnh nhân này bị xơ vữa mạch máu thì nó sẽ tổn thương cái cấu trúc lòng mạch, và lòng mạch thì sẽ tạo ra những chất có vai trò trong giữ cái độ nhợt của máu trở nên bình thường. Thì nếu tăng cái thì nếu lòng mạch
Thì nếu lòng mạch mà bị tổn thương do bệnh nhân này bị sơ vữa thì sẽ tăng độ nhiệt của máu, từ đó nó sẽ tăng fibrinogen. Và cái fiber density và cái fibrinogen này là cái sự tiêu sơ huyết. Tiếp theo là chỉ số APTT giảm, thì trên bệnh nhân này có tiền sử tăng huyết áp, rối loạn lipid máu, nó sẽ rút ngắn thời gian đông máu nội sinh APTT của bệnh nhân, nó sẽ giải thích tình trạng tăng đông máu thực phát do yếu tố thành mạch gây nên. Vì nội mạc mạch máu bình thường sẽ tổng hợp và bài tiết prostaglandin, nó sẽ có tác dụng là ức chế và hóa tiểu cầu, giảm mạch, và tổng hợp plasminogen có tác dụng tan cục máu đông và bộc lộ trên bề mặt glycosamine glycoglycan heparin sulfat, tương tác dụng chống đông của antithrombin 3 và đồng yếu tố heparin 2, nó sẽ duy trì tình trạng lỏng của máu. Và khi nội mạc này bị tổn thương ấy, nó sẽ tắc mạch do mất chức năng chống đông máu và bộc lộ endorphin interleukin 1 và yếu tố 5, nó sẽ hoạt hóa quá trình đông máu của mình. Và cái kết quả đông máu của bệnh nhân này sau 21 ngày điều trị thì PT nó sẽ tăng, APTT nó sẽ giảm ạ, giảm và định lượng fibrinogen nó sẽ giảm. Thì vì sao nó lại có cái giảm như này? Thì bệnh nhân đã được điều trị bởi thuộc TPA antaplasen, nó sẽ là một thuộc hoạt hóa plasminogen của mô, thành plasmin gắn với fibrin, nó sẽ gây tiêu fibrin, đồng thời tiêu hủy cả chất khác ở xung quanh là fibrinogen và các yếu tố đông máu khác. Thì đơn giản là cái thuốc này nó sẽ TPA antaplasen, nó sẽ gắn fibrin trên bề mặt cục máu đông này. Tiếp theo nữa, nó sẽ kích hoạt plasminogen gắn với fibrin. Và khi gắn với fibrin rồi thì plasmin nó sẽ được phân tách ra khỏi cái plasminogen liên kết với fibrin này. Và khi plasmin được phân tách ra khỏi rồi thì nó sẽ phá vỡ các phân tử của fibrin, từ đó cục máu đông của mình sẽ bị tan ra. Rồi. Và đó là bài thảo luận của em. Cảm ơn cô và là lắng nghe. Vâng, cảm ơn phần báo cáo của các bạn ở nhóm 2 đúng không nhỉ? Do bạn Lộc à? Do bạn Lộc báo cáo và với một cái sự đầu tư đúng không ạ? Ôn lại những cái kiến thức của gì ạ? Mô đun huyết học bạch huyết và về cái phần đông máu. Nào mời các bạn ở các nhóm này, các bạn có những cái tên rất là hay nhỉ. Danh sách nhóm xem này, đưa lại danh sách nhóm. Cái này lúc nãy là bạn đang nhận định bị nhầm đúng không ạ? Trên cái bệnh nhân này là bệnh nhân được làm gì, được hai lần làm cái xét nghiệm cái kết quả đông máu. Tại sao người ta lại phải làm hai lần như vậy? Ý nghĩa là gì? Mà tại sao bệnh nhân lại phải làm xét nghiệm đông máu? Xét nghiệm đông máu nó có gì ạ? Nó chỉ định trong những trường hợp như thế nào? Cái gì bạn Lộc là Lộc, muốn biệt danh là Lộc Phu Hô à? Phu Hô là cái gì? Dạ, Lộc Phu Hô, Lộc Phụ Hồ. Phụ Hồ á? Còn Trương Pinh Ngọc nữa, Trương Hồng Ngọc à? Dạ đúng rồi. Triệu Thị Dream à? Là Triệu Thị Mơ đấy cô ạ. Mơ, ừ. Kinh quá lên mất rồi. Nào, các bạn ở lớp D vừa nghe cái phần báo cáo vừa rồi, có câu hỏi gì cho nhóm không? Đi đâu hết rồi hả các em? Yên lặng đấy.
Yên lặng này có nghĩa là mình đã thấy bạn gì ạ? À? Các bạn là nội dung là đã đầy đủ hết rồi hay yên lặng này là do gì? Mình không hiểu hay là yên lặng này là do mình chẳng nghe gì hết cả? Phải hiểu như thế nào nhỉ? Nào mời một bạn lên tiếng đi. Bạn Lộc, em có thể nói lại cái hình này cho cô được không? Cái phần giữa cái mối liên quan giữa fibrinogen này này với cái độ quánh của máu này này với cái việc ngưng kết tiểu cầu này này. À dạ vâng, tại vì cái nội mạc của mạch máu nó sẽ sản xuất, bình thường nó sẽ sản xuất ra prostaglandin, nó sẽ duy trì cái độ lỏng của máu ấy cô, nên là khi mà cái nội mạc này bị tổn thương do bị tăng huyết áp hay đái tháo đường, bị xơ vữa gì đấy, thì nó sẽ cái độ cái viscosity này, độ quánh của máu nó sẽ tăng lên, nó sẽ tăng fibrinogen. Thì sẽ làm tăng fibrinogen. Vâng. Thế còn các cái yếu tố gì ly giải fibrin thì ở đây là gì? Tức là nó luôn luôn có gì ạ? Hai cái nó gì? Ở đây là hình này là nó như kiểu nó đối lập nhau, đúng không? Một cái làm tăng độ quánh của máu, còn một cái là ly giải cái fibrinogen, fibrin, đúng không? Dạ vâng. Đấy. Thì trong những trường hợp nào thì nó sẽ làm giảm cái ly giải fibrin ở đây? Ví dụ như trong các trường hợp mà gì ạ? À, phản ứng viêm, các cái tác nhân ở phản ứng viêm nó sẽ làm tăng, đúng không ạ? Sẽ làm tăng fibrinogen, đúng không nhỉ? Đúng rồi, cái ví dụ như trong cái trường hợp của bệnh nhân này này, các bạn cũng sẽ thấy là gì ạ? Do cái tác nhân gì? Viêm. Nó sẽ được gì ạ? Thu hút rất là nhiều tiểu cầu cũng như là gì ạ? Các cái thành phần đông máu đến làm tăng cái gì? Fibrinogen. Nhưng cái phần phía bên tay trái, bên tay phải này này, cô đang chưa hiểu lắm về cái mũi tên nó lại gì ạ? Fibrinogen tăng thì nó sẽ làm tăng cái gì ạ? À, các cái tạo sợi à? Fiber density này này, nó là tăng tạo sợi và các cái gì? Cái kích thước của các cái cục máu đông nó sẽ bị gì? Bị giảm xuống à? Fibrinogen nó sẽ làm giảm kích thước của cái cục máu đông á? Tưởng nó sẽ phải ấy chứ nhỉ? À dạ không, cái này là cái kích thước của cục máu đông nó sẽ làm tăng fibrinogen của không... À sẽ làm tăng fibrinogen gì? À dạ vâng. Ừ, thế chứ. Rồi. Nào bây giờ cái câu hỏi em đưa về danh sách nhóm ấy. Nào để cô sẽ hỏi xem nào. Nào mời bạn Khắc Hùng. Vì sao trong trường hợp này bệnh nhân lại có cái phải làm cái xét nghiệm kết quả đông máu? Cái xét nghiệm này này có ý nghĩa gì? Có cục máu đông trong mạch máu hay không? Thế có mấy cái xét nghiệm này đấy, PT này, xong rồi PT dây, PT phần trăm này, xong rồi APTT này, INR này, thế cái nào thì là xác định được, là đánh giá được nó có cục máu đông hay không, hay là tất cả nó sẽ giúp cho cái việc mà chẩn đoán có cái cục máu đông hay không? Hả? Prothrombin á? Prothrombin nó chính là cái gì đấy?
Prothrombin nó chính là PT đấy gì? Hay đó là APTT? À, PT. À, là để xem cái gì, đo cái thời gian gì? Đông máu, đúng không? Thế đo thời gian đông máu của bệnh nhân này là có tăng hay không? À, gian đông máu của bệnh nhân tăng. Thế thì nếu mà PT này mà tăng thì chứng tỏ là gì đấy? Bệnh nhân đang có hiện tượng chảy máu à? Hay là bệnh nhân đang có cái gì? À, tức là có thể là bệnh nhân đang dùng các cái thuốc gây chống đông gì à, nên là nó có thể làm cho cái PT này nó có thể nó kéo dài hơn, đúng không? Ừ, trên bệnh nhân của mình có dùng không? Bệnh nhân của mình có dùng không? Bệnh nhân tiểu đường thì dùng gì đến cái thuốc chống đông nhỉ? Dùng các thuốc chống đông này chỉ trong cái trường hợp nào? Hả? Thuốc chống đông thường người ta sẽ sử dụng trong những trường hợp nào? À, bệnh nhân bị gì ạ? À, có các cái ổ nhồi máu ấy, ví dụ như là ở tim này hay là gì, trong trường hợp như bệnh nhân bị đột quỵ này này, đúng không? À, bệnh nhân sẽ được sử dụng, đúng không? À, những cái bệnh nhân mà gì, à, bị hẹp vang hai lá nguy cơ, đúng không, hình thành cái cục máu đông đấy, thì là bắt đầu bệnh nhân gì sử dụng, đúng không? Ở thế trong trường hợp này, rồi cảm ơn em. À, trong trường hợp này người ta gì ạ? Người ta cho cái xét nghiệm đông máu này 2 lần, mục đích là để làm gì đây? Bạn mơ nào? Xem cho cô cái thuốc để đánh giá việc sử dụng thuốc trên bệnh nhân. À, sử dụng thuốc trên bệnh nhân, đúng không ạ? Thì chúng ta biết là cái vấn đề là sử dụng thuốc chống đông này nó gì ạ? Nó phụ thuộc vào rất là nhiều gì ạ? À, cá thể cũng như là cái thời gian, đúng không? Đấy, mình nếu như mà chưa đo được cái cục máu đo đông nó ở cái mức độ nào thì thành ra là cái vấn đề dùng thuốc nó sẽ phải là gì? Thăm dò, đúng không? Đấy, nếu như chúng ta mà cứ dùng gì? Dùng thuốc chống đông nhiều quá thì nó lại gây cái tình trạng gì? Chảy máu, đúng không? Không cầm được. Thế còn chúng ta dùng ít quá thì nó lại không có tác dụng. Cái cục máu đông nó chưa được tan ra mà như thế thì cái tổn thương não nó lại gì? Tiếp tục. Đúng không nhỉ? Đấy, nên là trong cái việc mà gì ạ? À, chúng ta phải xét nghiệm lại là để gì? Đánh giá xem cái vấn đề mà chúng ta gì? Dùng thuốc nó đã gì? À, nó có tác dụng hay không? Trên cái bệnh nhân này nó có tác dụng không? Dạ có ạ. À, có đấy. Đúng không? Mình thấy có sự gì? À, thay đổi cái fibrinogen này này, mình thấy làm sao nhỉ? À, nó bắt đầu là gió gì? Giảm, lúc đầu nó là 10, 12 hay bao nhiêu nhỉ? Đấy. Thì các bạn sẽ thấy là bây giờ nó chỉ còn lại gì? Mặc dù nó vẫn gì? Nó vẫn cao hơn so với gì? Bình thường. À, lúc đầu nó là 7,58 à? Là. Thế còn bây giờ là nó gì? Còn 6. À. Thế là chứng tỏ là nó gì ạ? Đang nó có cái tiến triển gì? Nó tốt, đúng không? Rồi, thế INR là để làm gì? INR có khác so với PT không? Thì các bạn biết là INR nó được coi là một gì ạ? À, nó cũng để xác định cái thời gian đông máu. Và tuy nhiên nó được coi là nó đưa về các cái điều gọi là cái gì nhỉ? Các tiêu chuẩn, các cái điều kiện tiêu chuẩn
Nó giảm các cái yếu tố nhiễu nhá, và những cái sự khác biệt. Ví dụ như nhiều khi mình nói rằng là cái kết quả của bệnh viện Trung ương hay là bệnh viện Bạch Mai, mình cảm giác là nó tin cậy hơn đấy. Thế nhưng mà tất cả những cái đó thì nó nếu như chúng ta đã đưa về cái chỉ số INR thì nó quy chuẩn rồi, thì bệnh ở đâu cũng thế thôi nhá. Và người ta nhìn vào đây thì nó sẽ có giá trị cao. Và INR ấy thì thường là dùng để kiểm tra cái hiệu quả của các cái thuốc chống đông máu nhá. Đặc biệt là những cái thuốc mà kháng vitamin K. Người ta thấy rằng nó có ý nghĩa hơn so với cái việc mà mình dùng cái chỉ số PT. Rồi gì nữa? Vậy thì mục đích của lần xét nghiệm 1 mình làm ở đây là để mình thăm dò cái chức năng đông máu, bởi vì là bệnh nhân đang được hướng tới một cái chẩn đoán là nhồi máu não chứ không phải xuất huyết não, đúng không ạ? Nhồi máu não thì xem là mình xem cái chức năng đông máu của bệnh nhân là nó như thế nào. Nếu mà chức năng đông máu của bệnh nhân mà nó không bị rối loạn ấy, đấy thì là bị để mình còn biết để mình dùng các cái thuốc chống đông cho bệnh nhân đó. Thế còn ở lần thứ hai ở đây để chúng ta như các bạn nói đấy chính là để mình xem cái vấn đề mình đã dùng các cái điều trị thuốc chống đông như vậy đã đạt chưa, có hiệu quả không. Nếu như mà nó nó vẫn còn nó chưa thay đổi thì mình còn phải biết để tăng liều lên nhá. Về cái câu hỏi này, các bạn có sang đến các cái thuốc này thì các bạn sẽ được các thầy cô ở bộ môn dược lý sẽ nói rõ cho các bạn về cái cái cơ chế nhá. Riêng đối với cái người ta bạn bạn Lộc chú ý này, người ta đọc là cô không biết chính xác lắm cái tên đọc của cái thuốc này, nhưng mà người ta không đọc là anteplasea đâu nhá, và chắc là nó sẽ đọc là anteples nhá. Tất cả những cái đuôi mà có ase này nó là thể hiện cái enzyme nhá, enzyme, và cũng giống như là estanes hay là gì đó, tức là các cái tên gọi chứ mình không thông đọc là la xe nha, xe nghe nó Việt Nam hóa quá, đúng không ạ? Lưu ý các bạn sẽ có các cái thuốc sử dụng trên cái bệnh nhân này, đúng không ạ? Chặng tiếp theo đấy thì lúc này là chúng ta sẽ bàn bạc kỹ về cái vấn đề này nhá, cơ chế của thuốc. Nếu không có câu hỏi gì nữa thì chúng ta tiếp tục chuyển sang cái sang cái chặng tiếp theo nhá. Sang cái câu hỏi tiếp theo. Sau đó tí nữa các bạn gửi cho cô các cái file báo cáo này nhé. Dạ thưa cô, sau đây. Rồi em báo cáo đi. Dạ vâng ạ. Dạ thưa cô, sau đây em xin trình bày với chương trình cho em ạ. Đây là danh sách thành viên của nhóm 3 của bọn em ạ. Câu hỏi thảo luận của chúng em là phân tích kết quả khí máu động mạch. Đây là kết quả khí máu động mạch ở bệnh nhân. pH là 7,53 thì lớn hơn 7,5, 45 thì suy ra bệnh nhân nhiễm kiềm. BCO2 bằng 35 là bình thường. S
Em cô là HCl3 trừ bằng 92 chỉ 29,2 lớn hơn 28 thì suy ra bệnh nhân bị Bayer chuyển hóa. Bệnh nhân bị Bayer chuyển hóa lên hô hấp bù trừ bằng cách giảm thông khí để làm tăng lượng CO2. Lượng CO2 sẽ được tính bằng công thức Winter BCO2 bằng 40 cộng với HCl3 trừ trừ đi 24 nhân với 0,7 cộng trừ 0,5 thì bằng 43,64 lớn hơn phân áp oxy CO2 mà đo được ở bệnh nhân là 35. Suy ra bệnh nhân có kiềm chuyển hóa phối hợp với kiềm hô hấp à? Giải thích là bệnh nhân có sốt thì sẽ gây lên tăng thọ dẫn đến tăng chuyển hóa mà qua kết quả khí máu động mạch thì phân áp oxy tăng, suy ra trong oxy trong máu tăng cao, CO2 trong máu giảm dẫn đến bệnh nhân bù trừ không đủ CO2 dẫn đến nhiễm kiềm hô hấp. Huyết áp bệnh nhân tăng, có thắt tiểu động mạch gây giảm lưu lượng máu lão và động mạch vành dẫn đến giảm nồng độ CO2. Bệnh nhân bị nhồi máu lão thì kích thích trung tâm hô hấp ảnh não và tăng thông khí giảm độ CO2 trong máu. Nồng độ CO2 trong máu thì giảm thì dẫn đến bệnh nhân không có đủ CO2 để dẫn đến tăng BOH và nhiễm kiềm. Bài thuyết trình chúng em đây hết. Cảm ơn cô và các bạn đã nghe. Vâng, cảm ơn cái phần báo cáo của các bạn ở nhóm mấy đây em? Dạ thưa cô, em nhóm 3. Các bạn nhóm 3. Bạn báo cáo em tên là gì? Em tên là Kim Mỹ Trang à? Bạn Trang, rồi. Với cái câu hỏi này chúng ta lại gì ạ? Ôn lại một cái phần nữa về cái phân tích khí máu, kết quả khí máu động mạch. Trên cái bệnh nhân mà bị gì ạ? Bị nhồi máu não. Một trong những cái xét nghiệm mà gì ạ? Ở cái bệnh nhân bị nhồi máu não thường là ở các cái phòng cấp cứu đặc biệt, đúng không ạ? Chăm sóc đặc biệt, ICU. Thì cái kết quả khí máu động mạch này thì cũng là cái xét nghiệm rất là thường quy nhá. Với cái kết quả phân tích này thì các bạn đã kết luận là bệnh nhân bị gì? Bị nhiễm kiềm, đúng không ạ? Kiềm ở đây là nhiễm kiềm chuyển hóa. Và ba các bạn cũng đã giải kiềm hỗn hợp, đúng không ạ? Các bạn cũng giải thích được cái kiềm chuyển hóa đấy là do cái nguyên nhân là do gì ạ? Bệnh nhân bị làm sao đấy? Dạ em với cô là do bệnh nhân bị giảm nồng độ CO2 trong máu dẫn đến không bù trừ đủ lượng CO2 dẫn đến nhiễm kiềm. Vì sao mà bệnh nhân lại bị giảm nồng độ CO2 ở trong máu? Em với cô là bệnh nhân bệnh nhân bị thở nhanh lông thì dẫn, hoặc là em với cô làm do bệnh nhân thiếu máu thì dẫn đến cái nồng độ của mà oxy thì cao mà lại máu thì thấp, nó không đủ để kết hợp lại thì dẫn đến bệnh nhân bị nhiễm kiềm đấy ạ. pH tăng bị thiếu máu, bệnh nhân bị thiếu máu có phải là tất cả những bệnh nhân bị thiếu máu thì sẽ dẫn đưa đến tình trạng kiềm đâu? Vậy mà bệnh nhân này là gì ạ? Thiếu máu này là thiếu máu từ trước chứ không phải là gì ạ? Đến lúc này bệnh nhân mới thiếu máu đâu nhá. Để mình muốn nói đến cái gì CO2 mình phải bám vào cái gì nhỉ? Kiềm hô hấp có nghĩa là gì ạ? Bệnh nhân bị mất CO2 nhiều, đúng không? Đúng không hả em? Hả bạn Trang? Dạ vâng ạ. Thế những nguyên nhân này thì trên bệnh nhân này mà có thể đưa đến tình trạng mà bị mất nhiều CO2 nào, liên quan đến vấn đề thở, liệu bệnh nhân có thở nhanh không? Là dạ mất có, nhiều bệnh nhân có. Bệnh nhân thở nhanh, mất nhiều CO2. Bệnh nhân thở nhanh là bởi vì sao bệnh nhân phải thở nhanh nhỉ? Mà nếu như mất nhiều CO2 ấy, thì nó sẽ là đưa đến cái trường hợp là kiềm chuyển hóa hay là kiềm gì? Kiềm hô hấp. Dạ anh cô, là kiềm hô hấp à? Kiềm hô hấp, đúng không? Kiềm chuyển hóa thì có nghĩa là gì? Có nghĩa là bệnh nhân phải tích tụ nhiều cái HCO3 trừ, đúng không? Bệnh nhân, vâng, tích tụ nhiều HCO3 trừ. Kiềm hô hấp nó sẽ ngược lại với gì? Toan. Kiềm chuyển hóa nó ngược lại với toan gì? Toan chuyển hóa. Toan chuyển hóa là gì?
Tan chuyển hóa có nghĩa là gì? Tăng tạo axit hoặc là mất nhiều HCO3 trừ. Thế thì bây giờ của mình sẽ lại gì ạ? Kiềm thì có nghĩa là mình sẽ phải gì? À, ứ đọng nhiều HCO3 trừ. Thế nguyên nhân nào làm cho bệnh nhân bị gì? Tăng tạo rất là nhiều HCO3 trừ. Endoco có thể là do bệnh nhân bị nhồi máu não như là bệnh nhân bị nôn dẫn đến tăng HCO3 trừ. À, bệnh nhân là gì? À, các bạn sẽ thấy là gì? Bệnh nhân bị gì? À, có thể bệnh nhân bị nôn, nhưng mà nếu như mà gì ở cái chặng trước các bạn đã so sánh là khi mà nhồi máu não thì thực ra cái nôn nó không phải là gì quá nhiều, đúng không ạ? Mình cũng phải khai thác, đúng không ạ? Thông thường là nhồi máu não thì nôn thì ít hơn so với cái việc xuất huyết não, đúng không? Nhưng cũng không loại trừ, nên là mình cũng vẫn gì ạ? Đề cập đến có thể là do bệnh nhân. Trên cái ca lâm sàng này người ta có đề cập đến cái thông tin bệnh nhân bị ấy không? Có không nhỉ? Để cô xem lại khi nào bệnh nhân có khai thác nói gì đến cái việc nôn biết gì không? À, không đề cập đến, đúng không? Người ta chỉ nói là gì? Bệnh nhân đang đi vệ sinh thì bắt đầu là gì ạ? À, không đứng vững ngã quỵ thôi. Đó, đúng không? Nhưng mà mình vẫn phải gì? Khai thác xem là gì ạ? À, có thể là gì? Từ trước khi đi ngủ hay là nào đó bệnh nhân có bị không? Hoặc trong cái quá trình đưa đến bệnh viện có thấy gì? Có nôn hay không? Đúng không? Nếu mà nôn thì nó có thể là gây ra cái tình trạng đó, đúng không ạ? Nào, gì nữa? Endoco là ở trên bệnh nhân này thì bệnh nhân bị cao huyết áp ạ, cho nên là có thể có gây co thắt tiểu động mạch, có thể bị giảm lưu lượng máu, cho nên là HCO3 của bệnh nhân cũng tăng ạ. Thế nào nhỉ? Khi mà có hiện tượng gì? Co thắt á? Endoco là các mạch, động mạch của bệnh nhân bị hẹp ạ, cho nên là có thể giảm lưu lượng tuần hoàn ạ. Giảm lưu lượng tuần hoàn. Xong thế nào nữa? Giảm lưu lượng tuần hoàn thì làm sao nhỉ? Thì sẽ có thể gây tăng HCO3. À, tức là sẽ gì ạ? À, thận lúc này nó sẽ có cái gì ạ? Giảm bài xuất HCO3. À, và sẽ làm tăng tái hấp thu HCO3 trừ ở ống thận, đúng không? Vâng. Đúng ạ. Và có thể là một gì nguyên nhân, và khi mà bệnh nhân hôn mê thì các bạn sẽ thấy là nhất là bệnh nhân bị hôn mê thì là sẽ gì ạ, giảm gì cái lượng máu đến gì đến thận, và thế đấy là một nguyên nhân. Còn gì nữa không nhỉ? À, mình cũng để ý xem là mình có thể còn khai thác thêm thông tin, ví dụ như là trong cái trường hợp mà bệnh nhân bị gì ạ, à, bệnh nhân bị cao huyết áp này thì khi mà gì ạ, bệnh nhân ở nhà có sử dụng các cái thuốc mà gì ạ, các cái thuốc ví dụ như là gây gì, thuốc loại tiểu hay không để điều trị huyết áp hay không nhá, những cái thuốc đó nó cũng có thể làm tăng cái gì ạ, HCO3 trừ đó. Thế thì các bạn thấy là gì ạ? Ở đây là chúng mình gì? Phân tích kết quả và chúng mình đi tìm gì? Nguyên nhân, và để gì? Giúp cho cái vấn đề gì? À, giải quyết ở trên lâm sàng. Nếu như có thì chúng ta sẽ gì ạ? À, chúng ta sẽ hướng tới những cái nguyên nhân làm tăng HCO3 trừ nó gì? À, để chúng ta giải quyết được. Bởi vì chúng ta biết được nguyên nhân thì chúng ta điều trị theo nguyên nhân sẽ là cái cách tốt nhất. Nhá. Thế còn đối với trường hợp mà bệnh nhân mà bị gì ạ? Bị kiềm hô hấp thì các bạn giải thích được rồi, đấy chính là bệnh nhân bị gì ạ? À, sốt cao nên bệnh nhân gì thở thở nhanh lên, và trong cái quá trình khi thở nhanh thì nó sẽ mất nhiều CO2 gây ra cái tình trạng là kiềm hô hấp. À, thế cái chỉ số mà gì ạ? Các bạn thấy ở đây có một cái chỉ số là PaOC ấy, nó gì ấy tăng rất là cao, đúng không? 100 bao nhiêu ấy nhỉ? 110, 137, đúng không? Bình thường nó chỉ là 100 thôi, bây giờ nó là 137. Vì sao nó lại có cái hiện tượng này?
Vì sao? Bây giờ mình lại phải xem là khi mà gì ạ? À, bệnh nhân này lấy cái kết quả khí máu là khi mà bệnh nhân đã thở oxy, thở máy, bởi vì là chúng ta biết là gì? Đối với bệnh nhân đột quỵ này này thì cái vấn đề gì? Cấp cứu, thở oxy liều cao rất quan trọng, đúng không ạ? Sớm thế thì chúng ta sẽ thấy là sẽ phải chăng là gì? Ở trong cái lúc này là gì? À, bệnh nhân đã gì? Đã cho thở gì? Thở oxy rồi nhá. Và cái vấn đề nữa theo dõi cái phân áp gì? À, cái PaO2 này này cũng gì ạ? Có giúp có một cái giá trị đó là gì ạ? Để giúp cho cái quá trình điều chỉnh cái gì? Cái lượng oxy nhá. Có những trường hợp là gì ạ? À, ví dụ như giai đoạn đầu đang cấp cứu này thì thở oxy với liều cao thì tốt, nhưng mà nếu như chúng ta mà cứ không điều chỉnh ấy, thì có gần đây có những bài báo ở trên của các cái bác sĩ ở thành phố Hồ Chí Minh ấy, người ta khuyến cáo là gì ạ? Mình phải theo dõi, nếu không nó sẽ gì gây nguy hiểm, bởi vì mình chỉ quan tâm đến cái việc là nó thiếu thôi, nhưng mà nó thừa nó cũng không gì, không kém gì nguy hiểm, không kém gì so với cái việc là gì nó thiếu nhá. Thế nên là gì ạ? Có thể nếu như bệnh nhân mà vừa mới vào, bệnh nhân đang thở liều cao này là để gì ạ? À, cung cấp lại cho gì ạ? Oxy cho các cái tế bào não thì nó không vấn đề gì nhá. Nhưng nếu như mà gì ạ? Sau một cái quá trình điều trị mà chúng ta sẽ phải gì ạ? À, người ta sẽ có những cái cho phép giới hạn nó là bao nhiêu nhá. Nhưng mà nếu mà nó cao quá là người ta sẽ phải gì ạ? À, giảm cái nồng độ xuống. Về cái phần cái câu hỏi phân tích khí máu động mạch này các bạn đã rõ chưa? Dạ rồi ạ. Rồi. Chúng ta sang cái câu hỏi cuối cùng nữa. Còn một câu hỏi nữa đúng không? Vâng ạ, có một câu hỏi về oxy ạ. À, oxy. Thưa cô, em xin thay mặt nhóm 6 để trình bày về câu hỏi cuối cùng. Đây là danh sách thành viên của nhóm 6 ạ. Câu hỏi của em là câu 9. Bệnh nhân này điều trị cho thở oxy quá rất quan trọng, tại sao? Não cần sử dụng lượng lớn oxy cho việc hô hấp tế bào, khoảng 3,3 oxy trên 1 phút, nghĩa là lớn hơn gấp 20 lần cơ lúc nghỉ ngơi. Mặc dù khối lượng não chỉ chiếm khoảng 2% so với lượng của cơ thể, nhưng mà tiêu thụ khoảng từ 20 đến 35% tổng lượng oxy của cơ thể. Não rất nhạy cảm với tình trạng thiếu oxy, không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến mô thần kinh mà còn làm trở ngại cho quá trình tái tạo ATP, gây rối loạn chuyển hóa ở não. Do đó, chỉ thiếu oxy trong vòng vài giây cũng làm cho neuron mất tính hưng phấn. Khi tuần hoàn não bị gián đoạn tạm thời thì bệnh nhân mất tri giác khoảng sau 3 đến 5 giây, và khi thiếu oxy quá 6 phút thì bệnh nhân sẽ bị tổn thương và không hồi phục ở não. Bệnh nhân điều trị cho thở oxy rất quan trọng là vì để tái tưới máu cho não, cung cấp đầy đủ oxy cho quá trình chuyển hóa các chất vốn rất cần để não tồn tại, hoạt động và phát triển, hạn chế tối đa tổn thương tế bào não và di chứng. Ngoài ra thì khi bệnh nhân bị nhập viện trong tình trạng hôn mê, rối loạn ý thức nên việc cho bệnh nhân thở oxy giúp hỗ trợ chức năng hô hấp, đảm bảo hoạt động trong cơ thể ạ. Trên đây là bài trình bày của nhóm em. Cảm ơn cô và các bạn đã lắng nghe. Đó, cứ vèo vèo đúng không? Vâng, cái phần câu hỏi này làm sao nhỉ? Bệnh nhân này điều trị cho thở oxy rất quan trọng và tại sao? Và chính vì cái câu hỏi này các bạn sẽ thấy là trong cái những trường hợp mà người ta thì ví dụ như là người ta khuyến cáo là bệnh nhân bị gì đột quỵ này này là phải đến gì đến sớm, phải đến đến sớm những cái cơ sở y tế gì nó ở trung ương cấp cao thì bắt đầu nó mới gì ạ? À, nó mới có những cái gì thở oxy này nhá. Nên là trong những trường hợp này nó không cần phải đúng tuyến, nếu như chỉ cần là mình sẽ gì mình biết được là người nhà mình chẳng may mà bị gì ạ? Đang nghi ngờ một cái gì một cái đột quỵ, các bạn có thể đưa thẳng lên
nhá, không cần phải qua gì qua qua huyện rồi bắt đầu lấy cái lấy bảo hiểm rồi bắt đầu mới lên trên. Bởi vì sao? Bởi vì là nó cho phép là gọi là cái giờ vàng ấy. Bởi vì khi mà lên thì là nó sẽ được cái điều trị thở oxy là cái gì ạ? Là cái quan trọng nhất. Vì là như nhóm các bạn cũng đã trình bày được hết đủ đủ cái nội dung rồi đấy. Tức là gì ạ? Các bạn khi mà chúng ta não mà nó bị gì ạ? Nhồi máu não hay là gì ạ? Xuất huyết não thì các bạn sẽ thấy là lúc này là nó bị gì? Thiếu oxy. Và khi mà thiếu oxy thì cái tế bào não thì nó sẽ gì? Bị chết nhá. Mà chết này nó sẽ gì? Không có khả năng hồi phục nữa đâu. Nên là gì ạ? Cứ người ta nghĩ, người ta đã tính được rằng là cứ một phút trôi qua ấy, thì sẽ có, mà sau khi đột quỵ nhá, thì sẽ có khoảng độ 2 triệu các cái gì ạ? Tế bào não nó sẽ bị chết nhá. Thế thì nếu như mà não, tế bào não mà chết nó không hồi phục được nữa thì nó sẽ ảnh hưởng đến gì ạ? Sau này, đúng không ạ? Cái vấn đề hồi phục điều trị sau gì ạ? Sau đột quỵ nó sẽ rất là nan giải. Và chính vì vậy mà cái thở oxy được, và thở oxy càng sớm càng tốt, được coi là một cái biện pháp điều trị gì? Duy nhất nhằm gì? Cung cấp lại chất dinh dưỡng hay là gì ạ? Gọi là các bạn dùng cái từ gì nhỉ? Tái tưới máu cho não, đúng không ạ? Đó. Thế thì cái gì ạ? Em đưa về cái slide coi đi. Người ta nói, các bạn nói rằng 3,3 oxy là cái gì? À đây, người ta nói rằng là gì ạ? Não cần sử dụng lượng lớn cho việc hô hấp tế bào, khoảng 3,3 oxy. 3,3 ml hay 3,3 lít trong một phút chứ. Chứ không phải 3,3 đâu. Và chắc là 3,3 ml oxy trong một phút, đúng không ạ? Đó. Thì với cái sự gì cung cấp như thế này thì nó sẽ gì ạ? Làm cho cái tình trạng gì thiếu oxy não nó sẽ được gì khắc phục, đúng không ạ? Và làm cho cái tổn thương não ở trên cái diện rộng nó sẽ bị ngăn chặn lại. Đó. Và khi mà các bạn biết là trong cái quá trình như thế thì nó sẽ giúp cho cái vấn đề gì ạ? Sau này nhá. Trước hết là bệnh nhân gì ạ? Sẽ thoát khỏi cái vấn đề tử vong, đúng không ạ? Rồi tiếp theo nữa là gì? Bệnh nhân sẽ gì? Cái khả năng hồi phục của bệnh nhân nó sẽ gì? Tốt. Nếu như mà gì ạ? Nếu như chúng ta cung cấp gì? Cung cấp oxy một cách kịp thời. Và trong cái gì ạ? Trong cái xử trí điều trị ấy, thì người ta có nói đến cái giờ vàng của gì của để cứu sống người bệnh. Thì cái giờ vàng đấy thì người ta cứ cho trong cái khoảng từ 3 cho đến gì đến 6 giờ đầu nhá. Khi bắt đầu có các cái triệu chứng khởi phát. Nếu như mà đến gì ạ? Đến càng sớm và thì cái gì tiên lượng nó càng gì càng tốt, khả năng hồi phục càng gì càng cao. Đấy. Thế còn ngược lại khi mà gì ạ? Khi đến viện muộn thì các bạn sẽ thấy là cái tỷ lệ tử vong nó sẽ cao, rồi cũng như là để lại di chứng rất là lớn. Tổn thương não càng lớn thì cái vấn đề liệt này rồi vấn đề hồi phục này nó sẽ khó. Đấy là cái nội dung của cái câu hỏi số 9, câu hỏi cuối cùng trong cái ca lâm sàng ngày hôm nay. Với cái phần này các bạn có còn câu hỏi gì nữa không? Thắc mắc nữa không? Và nếu như không còn câu hỏi gì nữa thì chúng ta sẽ dừng buổi học ở đây nhé.